Xin chào các bạn, lại là mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình trong hàng vạn kênh khác. Trước khi vào chuyện, mình mong các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để tạo thêm nhiều động lực để mình có thể ra nhiều video hay hơn. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Biết nhảy không? Đừng căng thẳng, đi theo bước chân qua là được. Sao có thể? Sao lại có phong thái giống cô ấy như vậy? Cô gái này trông có vẻ giống như được Lệ Lôi dẫn dắt khiêu vũ, nhưng mỗi bước nhảy đều rất hoàn mỹ. Cô ấy nhất định không phải là loại người không biết nhảy, cần cao thủ dẫn dắt. Nhưng tại sao cô ấy lại che giấu bản thân? Nếu Hạ Lan trước đây ở trong những buổi tiệc xã giao này, tốc độ khiêu vũ sẽ chậm, thả lỏng hơn một chút. Sống quá, sống rồi. Sống, quá sống rồi. Bọn họ quá thật, sống như cùng một người. Chúng ta có thể đi chưa? Bùi tiên sinh, anh còn có thủ đoạn gì tôi điều tiếp, lưu ức hiếp một cô gái rất thú vị sao? Tiểu Lăng, anh thấy Bùi Tử Hoành còn chưa chết tâm. Có lẽ hôm nay kiên nể thiên hậu Hạ Lan nên mới dễ dàng thả em. Cái tên này quá nguy hiểm, phát rồ rồi. Sau này em nhìn thấy hắn nhớ tránh xa một chút biết không? Ừ. Hắn... Lệ tiên sinh, Diệu tiểu thư, xin dừng bước, đợi đã. Làm phiền hai vị rồi, tôi là phó đạo diễn của truyền thông Kim Bằng, Lâm Nguyên Nghi. Gần đây chúng tôi đang quay một bộ phim truyền hình, còn nhân vật quyết khiêu vũ nhưng còn chưa tìm ra người thích hợp. Tôi vừa nhìn thấy tư thế khiêu vũ của Diệp Tiểu Thư, vô cùng hy vọng Diệp Tiểu Thư có thể đến đoạt phim chúng tôi thử vai. Lâm tiên sinh, có thể được anh tán thưởng tôi rất vui, nhưng tôi chỉ là người mới biết nhảy xã giao, vừa nãy chỉ là được boss của chúng tôi dẫn dắt mà thôi. Diệp Tiểu Thư, cô quá khiêm tốn rồi, tuy cô mới biết nhảy xã giao nhưng mà động tác xoay người và ngã lưng của cô rõ ràng có nền tảng kiến thức khiêu vũ rất vững chắc. Lần này chúng tôi cần người biết nhảy các điệu cổ đại, từ động tác của cô tôi có thể nhìn ra loại khí chất không tầm thường của cô. Lâm Nguyên Nghi, tôi biết rồi, có thể đưa kịch bản cho tôi xem không? Dù sao Tiểu Lăng vừa từ bỏ làm người đại diện phát ngôn của cánh sao, lúc này cũng đang rảnh. Chiến Trường là tác phẩm do nhà biên kịch nổi tiếng sáng tác, lúc vừa được duyệt đã tạo sự ảnh hưởng rất lớn. Có đạo diễn tốt nhất, trang phục chất lượng nhất, tổ nhân viên tạo hiệu ứng ưu tú nhất. Đội ngũ nhân viên đương nhiên cũng toàn ngôi sao. Đây là cơ hội khó có được, Diệp Tinh Lăng cũng phải xem kịch bản mới quyết định sao? Chiến Thương, cái tên hơi quen ta, hình như ai từng nhắc đến rồi, nghe thấy ở đâu nhỉ? Xin hỏi hai vị, vị này là boss của một công ty đứng đầu trong giới giải trí, không phải ngay cả hạng mục nổi tiếng như Chiến Thương cũng chưa từng nghe đến đó chứ? Cho dù thế nào anh cũng phải đưa kịch bản cho tôi xem trước, Tiểu Lăng nhà tôi không nhận lịch trình, mình không hiểu rõ. Được rồi, he, có thể nhìn trúng Tiểu Lăng có mắt nhìn. Lệ đại boss, thiên nghệ của ngài sao còn chưa đóng cửa? Mấy ngày nữa tôi sẽ đưa kịch bản đến. Vũ thử vai của vai diễn này có rất nhiều người không qua được, nhưng khí chất của vị Diệp tiểu thư này quá thích hợp rồi. Nếu như là cô ấy có nhất định có thể. Tiểu Lăng, em cảm thấy kịch bản thế nào? Kịch bản rất không tồi, vai diễn vũ công này rất ít xuất hiện, nhưng lại xuất hiện vào cảnh mấu chốt nhất của bộ phim, tạo hình nhân vật rất nổi bật. Nhưng độ khó thực sự quá cao, không cẩn thận một chút là vai diễn sẽ hỏng. Vậy Tiểu Lăng, em có muốn nhận không? Trước đây em từng tiếp xúc với rất nhiều điệu nhảy dân tộc, điệu múa cổ điển không thể đảm nhiệm. Em vẫn muốn thương lượng với chị Mạch Na một lát. Nhận. Chị Mạch Na, về diễn xuất em không có niềm tin như ca hát, chị không sợ em diễn không tốt à? Dựa vào bản lĩnh của em, còn có cảnh quay của điệu múa này kéo dài tới 4 phút, hoàn toàn đáng để điều một lần. Được, vậy em thử xem. Tiểu Lăng, chỗ A vệ tạm thời đừng đến ghi âm, chuẩn bị cho tốt đi, vừa hay gần đây cậu ta đang buồn bực. A vệ, gần đây tôi phải đi tham gia thử vai Chiến Thương, chỗ phòng ghi âm. Được, cô đi đi. A vệ, giọng nói sao thế, thân thể không thoải mái sao? Tiểu Lăng, tất cả kế hoạch phát hành ca khúc của chúng ta đều phải lùi lại rồi. Phải lùi lại bao lâu?
nhất định phải lùi lại đến khi kết thúc làn sóng album của Thiên Hậu Hạ Lăng. Cho dù thế nào đều không theo kịp giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất năm nay rồi, có thể lấy được giải này hay không chỉ có thể xem vận may. Không sao, không phải chỉ là thiếu một bài hát hay sao, chị đây vẫn xếp gọn đối phương được. Tôi sẽ cố gắng lấy được vai diễn chiến thương, sau đó cố gắng giành được giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Boss đại nhân, tại sao anh phải đi theo, cũng không cho em mang theo trợ lý? Cần trợ lý làm gì, đưa bạn trai theo, sống anh thế này rất có khí thế. Nói trước không được để lộ quan hệ giữa chúng ta. Vân vân, đều nghe em. Tiểu Lăng, em vào trước, anh nhận cuộc điện thoại rồi vào. Được. Ai vậy? Cà phê của tôi vừa uống được một nửa, cô đi đứng kiểu gì vậy? Ha, đây không phải Diệp Tinh Lăng sao? Cô thì là cái trá gì được có cản đường còn không mau cút ra. Lý bối nhỉ? Nếu Lý tiểu thư của chúng tôi bị cô đụng, bị thương ở đâu rồi cô đến nổi, cô định nổi không? Lý tiểu thư, cô không sao chứ? Cô còn không mau tránh ra. Cô đến thử vai sao, người chuyên nghệ đều chết hết rồi à, sao không có ai đi cùng cô? Hay là cô thất sủng rồi, loại hàng vỉa hè này mà cũng mặc ra ngoài. Diệp Tinh Lăng, nhìn bộ dạng ướt sũng bây giờ của cô đi, lúc đó ở câu lạc bộ Nam Sơn cô không ngờ có ngày hôm nay đúng không? Cô vẫn nên sớm chuẩn bị tâm lý về nhà đi, khó coi thế này còn muốn tranh cao thấp với tôi. Tranh cao thấp? Cô không xứng. Diệp Tinh Lăng, cô đến thử vai đúng không? Ha ha, thật đáng tiếc, vai diễn cô muốn đã được ngầm quyết định rồi. Chính là tôi, thử vai chẳng qua chỉ là đi cho có mặt mà thôi, ngại quá khiến cô uổng công đi một chuyến rồi. Ồ, vậy à, cô... Còn đèn bà thối tha này về mà chưa chết tâm. Bỏ đi, dù sao đã tạt cà phê đầy người cô ta rồi. Yêu cầu của đạo diễn Kim nghiêm khắc như vậy, cô ta làm sao có thể thông qua buổi thử vai? Xin lỗi vì tiểu thư này, người quần áo không chỉnh tề bị cấm vào trong. Tôi không phải cố ý làm quần áo không chỉnh tề, vừa nãy tôi bị người ta đụng trúng, các anh không thấy sao? Xin hãy cho tôi vào, tôi đến thử vai. Ăn mặc thế này mà còn muốn vào thử vai? Cháo 113. Vị tiểu thư này, cô nhìn hàng xe ngoài cửa đi, có biết những người đến thử vai hôm nay là ai không? Còn về chiếc xe cô bước xuống, lại xe dởm này mà cũng cần tài xế sao? Tài xế này sao lại ăn mặc tùy tiện như vậy, không phải chuyện trách sao? Tiểu Lăng, sao còn không vào? Quần áo em làm sao thế? Đụng trúng Lý Bối Nhi, bị tạt cà phê, bây giờ bảo vệ còn không cho em vào. Lý Bối Nhi nào? Bối Nhi tiểu thư mà các người cũng không biết, đó chính là người mới ưu tú được đạo diễn Kim bồi dưỡng. Kim giật phong chén sống rồi. Tùy tiện đưa con mẹ con chó mà cũng dám ức hiếp người của tôi. Alo, Vân Phong, tôi đang ở hiện trường thử vai của chiến thương, kêu người quản lý cao nhất của các cậu xuống đây. Cậu hỏi tôi đến làm gì, tôi đưa Tiểu Lăng nhà tôi đến thử vai. Đúng, cô ấy chính là tâm can bảo bối của tôi, cuối cùng cũng theo đuổi được rồi, sao, cậu có ý kiến? Ha ha, được, lần sau mời cậu uống rượu. Ngày đây là gọi điện cho Đỗ Tổng. Vị này chính là Lệ tiên sinh đúng không, tôi là nhà chế tác của chiến thương Trịnh Đức Tùng. Trước đó không biết hôm nay ngài đến, không nên đón từ xa. Đúng là thất lễ, mong ngài thông cảm. Tôi đã tra danh sách hôm nay đến thử vai, vị này là Diệp tiểu thư đúng không? Hân hạnh. Ngại quá, tay tôi bẩn rồi. Đây là gặp chó điên, gọi là các dĩa nhỉ? Lý gì đó? Lý Bối Nhi. Đúng, Lý Bối Nhi. Tạt cà phê lên người Tiểu Lăng, bảo vệ này không những không ngăn cản còn không cho Tiểu Lăng vào. Anh làm việc cứ gì vậy? Còn không mau xin lỗi Lễ tiên sinh và Diệp tiểu thư. Dùng vào cách gì báo tôi xin lỗi? Người quần áo không chỉnh tề vốn không được vào, tôi chỉ là đang làm theo quy tắc của công ty. Anh đến tìm tài vụ kết toán tiền lương đi, kể từ ngày mai không cần đến nữa. Diệp tiểu thư, lát nữa tôi tìm người đưa cô ấy đến phòng thay đồ, hay thay đồ xong rồi đi thử vai. Người vừa nãy thử vai không tội, ánh mắt đủ thu hút người khác, còn có đôi chân dài đó tôi thích. Đạo diễn Kim, gần đây khẩu vị của ngài thay đổi rồi. Thân hình người vừa nãy sao có thể so với Lý Bối Nhi của ngài, dáng vẻ kia, khuôn mặt kia mới lạ, chật chật. Đạo diễn Kim, Kim Nhật Phi. Lý Bối Nhi, tôi sớm đã chơi chén rồi, dạo này giả tâm của con nhóc đó quá lớn, không dạy dỗ cô ta một chút,
thì cô ta thật sự quên luôn thân phận của mình rồi. Nếu cậu thích, tặng cậu chơi 2 ngày. Vậy à, vậy cung kính không bằng tuân mệnh, cảm ơn đạo diễn Kim trước. Đạo diễn Kim này rốt cuộc đang tuyển diễn viên hay là tuyển hậu cung? Diệp tiểu thư, phòng quay phim ở bên này. Tôi thật sự còn thử vai sao? Nghe Lý Bố Nhi nói vai diễn này đã được ngầm định là cô ta rồi. Không giấu gì cô, ban đầu quá thật là như thế. Gần đây quan hệ giữa Lý Bố Nhi và Kim Giật Phi không tội, nhảy cũng rất đẹp, lằng nhằng với Kim Giật Phi rất lâu. Nhưng sau đó, phó đạo diễn của chúng tôi tiến cử Diệp tiểu thư. Kim Giật Phi rất hứng thú, lật mặt với ước định với Lý Bố Nhi. Biểu thị vai diễn này sẽ chọn người có thực lực nhất, tốt hay xấu phải xem biểu hiện ở lần thứ vai này. Khó trách ánh mắt Lý Bố Nhi nhìn mình lại thù hằn như thế, thì đây là có nguyên nhân này. Yêu tinh áo đỏ này đúng là đủ yêu nghiệt, nhưng kiến thức căn bản còn chưa nắm chắc lắm, chân duỗi không thẳng, lúc khom người cũng rất dùng sức. Giật, động tác xoay người vừa nãy tôi cũng cảm thấy đau thay xương cốt cô ta, thế này có lẽ trên giường cũng... Anh Trịnh, sao anh lại đến đây? Tìm tôi có chuyện gì? Giật Phi, vị này là Diệp Tinh Lan tiểu thư, hôm nay đến thử vai. Là khách quý, chào hỏi cho tốt biết chưa? Biết rồi, Diệp tiểu thư thể diện cô lớn thật, ngay cả người vẫn luôn không nhúng tay vào việc tuyển diễn viên cũng xem trọng cô như vậy. Tự giới thiệu một lát, tôi chính là Kim Giật Phi, đạo diễn của Chiến Thương. Chào mừng cô đến thử vai. Chào anh. Diệp tiểu thư, cô chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Này anh Trịnh, Diệp Tinh Lan này không phải là người mới của Thiên Nghệ sao? Sao còn phiền anh đích thân đưa đến đây? Người ta có núi dựa, cậu cẩn thận chút. Thu lại cái trò chiêu hoa ghẹo nguyệt của cậu đừng có gây họa. Núi dựa lẽ nào được bao rồi? Kim chủ đó rốt cuộc là ai? Còn lợi hại hơn tôi, sao ánh mắt lại không tốt như vậy? Tìm một con nhóc trông rất có vẻ rất bình thường. Cậu nhỏ tiếng một chút. Điệu múa này mình đã chuyên tâm nghiên cứu. Bên đoàn làm phim cũng yêu cầu rất nhiều động tác có độ khó cao. Muốn liệu múa trở nên nhịp nhàng trôi chảy hơn, mình chỉ có thể thêm vào càng nhiều động tác có độ khó cao hơn. Thịnh yến cung đình. Đại thần, hậu phi ai nấy đều có chủ ý không tốt. Nhưng mấy thứ đó đều không liên quan đến mình. Mình là vũ công, cũng là thích khách. Mục đích của mình chỉ là lấy tính mạng của hắn. Phòng quay phim. Giá 115. Xin lỗi đạo diễn Kim, tôi không cố ý. Nhảy hay lắm. Diệp Tinh Lăng. Cô chính là vũ công thiên tài, thích cách hoàn mỹ. Vai diễn này chắc chắn thuộc về cô rồi. Diệp Tinh Lăng, cô nhất định phải nhận vai diễn này, tôi đảm bảo cô nhất định sẽ nổi tiếng. May mà mình không trực tiếp quyết định nội bộ chọn Lý Bối Nhi, đổ người quá tốt rồi. Diệp tiểu thư chứ. Mừng cô, vô cùng hoan nghênh cô đảm nhận vai diễn này, lát nữa tôi sẽ cử người nhân viên đến ký kết hợp đồng với người quản lý của cô. Mong được hợp tác. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Có thể lấy được vai diễn này mình đương nhiên rất vui, chỉ là Kim Giật Phi này đáng tin sao? Con người Giật Phi bình thường thích chiêu ghẹo một chút, nhưng lúc quay phim thì miễn bàn. Cậu ta có trực giác và nghệ thuật và tốt nhất, chuyên nghiệp vượt xa những đạo diễn cùng thế hệ, Diệp tiểu thư cứ yên tâm. Dù sao chị Mạch Na đã nói đây là cơ hội tốt. Được rồi, tôi không vấn đề.
Nếu không có chuyện gì khác tôi đi trước. Diệp tiểu thư đợi một lát, tôi đã phái người mua quần áo mới. Nếu cô không để ý có thể đến phòng hóa trang thay một chút. À, vậy thật sự cảm ơn anh. Phòng hóa trang. Ai? Không mời tôi vào ngồi sao, Tiểu Lăng? Tiểu Lăng? Nghe nói người thiên nghệ thì gọi cô như vậy. Tiểu Lăng, cô xem chúng ta sắp là cộng sự trong đoàn làm phim rồi, gọi luôn cả tên họ thì xa lạ quá có đúng không? Đúng rồi, cô có thể gọi tôi là anh Dực Phi cũng được. Đạo diễn Kim, anh tìm tôi có chuyện gì? Ồ, Tiểu Lăng, sao cô lại lạnh lùng với tôi như vậy? Ngại quá, tôi phải đi rồi, hôm khác nói chuyện. Đừng mà! Không có chuyện gì thì không thể tìm cô sao? Thế nào, để mặt tôi tối nay cùng tôi ăn cơm đi. Tôi biết một nhà hàng Thái rất ngon. Đạo diễn Kim có người đang đợi tôi. Trước đây không phải giám đốc Trịnh từng báo anh ta đừng chọc mình sao? Hay là mình nghe nhầm? Cho dù là ai đang đợi cô cũng không có lập trường ngăn cản tôi mời cô dùng cơm. Tiểu Lan yên tâm, cho dù nhà cô có tiền có thế, điều kiện nhà tôi cũng không tồi. Ở bên tôi đảm bảo không đến nỗi mất mặt. He he, vừa nãy lúc cô nhảy tôi đã quan sát tỉ mỉ. Bây giờ cô còn chưa có bạn trai. Tính mềm dẻo của cơ thể cô rất tốt, nhất định còn chưa bị người ta trêu chọc người của tôi. Chán sống rồi. Lệ lão đại, sao anh lại ở đây? Cô ấy là người của lão Lệ lão đại. Tôi rồi, doanh nghiệp kinh doanh ngoại thương nhà mình toàn bộ đều nhờ nhà họ Lệ bảo vệ chuyện. Nếu như đắc tội Lệ lão đại, không những doanh nghiệp gia tộc tôi, ngay cả mình cũng không thể tiếp tục lăn lộn trong làng giải trí. Sớm biết vậy mình nên nghe lời anh Trịnh, tự dưng trêu hoa ghẹo nguyệt cái gì. Quản tốt bản thân cậu, còn có đám anh yến yến của cậu nữa. Nếu để tôi phát hiện các người tiếp tục trêu chọc Tiểu Lăng. Vâng, tôi đảm bảo tôi và đám anh yến yến đó của tôi sẽ không trêu chọc Tiểu Lăng nữa. Không đúng, đám anh yến yến của tôi. Lệ lão đại, lại không có mắt tiêu chọc. Lệ lão đại là ai không có mắt trêu chọc Tiểu Lăng? Tôi phải cho cô ta biết mặt. Lý Bố Nhi cuối cùng cũng nhớ ra tên của người đáng chết đó. Chát 116. Lý Bố Nhi thì đã là cô ta. Tôi mới nói con nhóc đó gần đây ngày càng không an phận, đi gấp nơi gây họa. Lệ lão đại, Tiểu Lăng, hai người yên tâm. Tôi sẽ đáp cô ta phí chia tay cũng không trả. Anh vốn đã nói muốn tặng cô ta cho người khác. Thì ra cô đều nghe thấy rồi. Được rồi, tôi sớm đã muốn đáp cô ta. Người phụ nữ này sang tay cho người khác của mình. Tiểu Lăng, đừng nghe cậu ta nói. Kỳ quái, ngôi sao nhỏ hầu ngủ. Sao lại giống y như thiên kim yểu điệu vậy, không thể nghe những lời này. Đợi đã, không đúng. Trong tư thế nhảy vừa nãy của cô ấy, rõ ràng là một tiểu cô nương trong trắng. Lẽ nào Lệ lão đại nghiêm túc, Diệp Tinh Lăng này thực sự là chị dâu? Hai người này chính là một đôi nghiêm túc, căn bản không phải loại quan hệ quy tắc ngầm gì đó. Trời ạ, đây chính là mối tình đầu của Lệ lão đại à? Anh gọi tôi là gì? Chị dâu, chị đừng trách móc, em nhất định sẽ xử lý Lý Bố Nhị thật tốt. Phong sát đóng băng chặt đứt đường tiền tài của cô ta đều dễ dàng, ai bảo cô ta đắc tội với chị dâu? Ai là chị dâu anh? He he, Lệ lão đại, giống y như anh cả của em vậy. Tiểu đệ nhà họ Kim này có mắt nhìn. Chị không phải chính là chị dâu của em sao? Lệ lão đại, anh định khi nào công bố để các anh em đều biết chuyện của chị dâu? Công bố ạ, đương nhiên là... Lệ, lôi. Chuyện tôi và Tiểu Lăng qua lại, Tiểu Lăng không muốn để bất cứ người ngoài nào biết. Nếu như cậu dám truyền lung tung ra ngoài. Yên tâm đi, Lệ lão đại, em tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Thế giới này quá điên cuồng rồi, không ngờ Lệ lão đại lại bị vợ quản chặt như vậy. Muốn nói tin này cho tất cả mọi người. Nơi quay phim trên núi. Thời tiết hơi lạnh. Xin chào. Này chị dâu, đến đây một lát. Không được gọi chị dâu. Em biết, không thể để lộ quan hệ giữa chị và Lệ lão đại có đúng không? Chị yên tâm, trước mặt mọi người em vẫn gọi chị là Tiểu Lăng, nơi riêng tư gọi là chị dâu không cần lo lắng. Chị dâu, em nhắc nhở chị trước. Đợi lát nữa quay phim, những người trên sân khấu đều có tên tuổi lớn, chị cẩn thận chút, bọn họ đều không thể đắc tội nổi. Anh cũng không đắc tội nổi. Ai nói, diễn viên có ngầu đến đâu chăng nữa thì cũng phải ngoan ngoãn nghe lời em. Vậy, bỏ đi, xem như em chưa nói gì, ngay cả em cũng không thể đắc tội chị dâu, chị mới là người có tên tuổi được chưa?
Chị dâu, chị và Lệ đấu đại khi nào tổ chức tiệc cưới, đến lúc đó em gọi một đám anh em đến cổ vũ hai người. Tổ chức tiệc cưới? Chuyện còn chưa có gì đâu. Lệ Lôi giống như một tia sáng xuất hiện trong bóng tối, vừa ấm áp vừa tươi sáng, xua tan sự lạnh lẽo và sợ hãi vô tận của mình. Nhưng mà mình còn xứng để có được một hôn lễ sao? Đạo diễn Kim có thể quay chưa? Được. Chị dâu, chúng ta qua đó, thả lỏng quay, đừng căng thẳng. Ừ. Cháp 117. Cắt. Chị Tiểu Lăng, vẻ mặt cô không đúng, phải tỏ ra duyên dáng hơn, quyến rũ hơn, mang theo một chút cảm giác yêu mị. Đừng quá đau buồn, mãnh liệt lên một chút, thử vai lần trước cô làm rất tốt, giống như bông hồng gai nhúm máu vậy. Ngại quá là tôi không tập trung. Tâm tư hỗn loạn, vẫn luôn nghĩ về chuyện của Lệ Lôi, hoàn toàn không tìm được trạng thái. Cắt. Vẫn không đúng. Không được, có lẽ sức chú ý rất khó tập trung. Xin lỗi đạo diễn, anh quay cảnh khác trước được không? Tôi bình tĩnh một chút, tìm lại cảm giác. Nếu thật sự không được thì đổi người. Diễn thành thế này chúng tôi thật sự không cách nào có thể phối hợp. Đạo diễn Kim, anh xem là một là đổi cô ta đi, hai là đổi chúng tôi đi. Tôi rồi, quá mất tập trung rồi, ở đây không phải thiên nghệ, không phải nơi quay MV của Vệ Thiều Âm, càng không phải Đế Hoàng, sao mình vừa không chú ý lại nói ra lời tùy tiện như vậy? Tôi rồi. Này, hỏi cô đó, không muốn diễn nữa thì xuống. Hạ Lăng à Hạ Lăng, mày quên bản thân đã không còn là thiên hậu nữa rồi sao? Mày là Diệp Tinh Lăng, một ngôi sao nhỏ, sao có thể đến một đám người có mặt mũi đợi mày? Hay, tổ tông, mấy diễn viên nổi tiếng này chính là một đám tổ tông. Không được, để mặt Lệ Lão Đại không thể để chị dâu chịu oan ức. Được rồi, các vị tạm nghỉ ngơi một lát đi. Cảnh này lát nữa chúng ta quay. Vất vả cho mọi người rồi, xin. Dựa vào cái gì? Cô ta là cái thá gì? Quay. Bây giờ sao? Vậy chị có thể cùng bị quay lại. Mùa thu quay cảnh mùa hè, mọi người đều mặc ít, không phải ai cũng có thể kiên trì. Cô... Dừng lại đây. Thôi, là mình sai trước, đạo diễn kia cũng đã nể mặt mình rồi, vẫn nên đừng làm loạn. Ai vô, nhân vật nhỏ như cô mà cũng đòi ngang ngược với tôi. Nhận một vai diễn nhỏ liền cảm thấy ghê gớm lắm rồi đúng không? Ngay cả đàn anh đàn chị cũng không thèm để vào mắt. Nói cho cô biết, tôn tịnh tôi không những được vai diễn quan trọng hơn cô, còn là đại diện phát ngôn kéo nhà tài trợ đến cho bộ phim này. Cô thì sao? Cô trừ ăn hại ra thì có bản lĩnh gì? Cô thì sao? Cô trừ ăn entry ra thì có bản lĩnh gì? Anh xem, anh Dung, anh xem, Tôn Tịnh này nói giận với người mới rồi. Cô gái diễn vũ công đó, Diệp Tinh Lăng đúng không? Trước đây không có kinh nghiệm lăn lộn trong làng giải trí đúng không? Thật xui xẻo, cô ta chưa từng nhìn thấy bản lĩnh đạp lên người khác để thăng tiến của Tôn Tịnh nhỉ? Nè, lại là chiêu cũ, không thể không nói kỹ năng giả vờ yếu đuối lúc xung đột của Tôn Tịnh còn tốt hơn lúc cô ta quay phim nhiều. Anh Dung, máy quay bên kia hình như đều đang mở, nếu đoạn này bị tung lên mạng, để cô gái đó chịu thiệt thòi một chút cũng tốt. Tính tình quá ương bướng, bây giờ không ngã, sau này sẽ càng ngã đâu. Anh Dung đúng là không biết trương hoa tiết ngọc gì cả. Tắt máy quay cả cho tôi, không muốn sống nữa sao? Tôn Tịnh cho các anh bao nhiêu lợi ích tôi không biết, nhưng nếu Diệp Tinh Lăng có mệnh hệ gì tôi cạo đầu các anh. Vâng, đạo diễn Kim, xóa cả rồi. Ai vô, vận may của cô gái này thật tốt, đạo diễn Kim vậy mà lại bảo vệ cô ta như vậy, xem ra lần này xem ra không ngã được đâu. Có thể khiến đạo diễn Kim lo lắng nhiều như vậy, xem ra lai lịch của Diệp Tinh Lăng này không nhỏ, đừng chọc cô gái đó. Anh Dung, anh nói đúng, đàn ông tốt không đấu với phụ nữ, buổi thử vai của cô bé đó em xem rồi đúng là rất tuyệt. Vừa nãy cô ấy entry nhất định là vì trạng thái không tốt, mất tập trung rồi. Hơn nữa vào không khí lúc cô ấy nói chuyện, không biết là còn tưởng cô ấy là thiên hậu. Sao cô có thể quá đáng như vậy? Nói tài trợ của tôi là rác rưởi. Rõ ràng bản thân cô không kéo nổi một tài trợ, sao cô không biết ngại? Hả? Ai nói tài trợ của cô lại rác rưởi? Rõ ràng chỉ nói người đại diện phát ngôn của cô quả là rác rưởi thôi. Cô căn bản đang ngang nhiên xem thường nhà tài trợ của bộ phim, rõ ràng chỉ là một ngôi sao nhỏ mới ra mắt không lâu. Nè, cô... Mình hình như không nói gì khác, cô ta muốn cố ý kéo dài đề tài. Ở đây náo nhiệt quá. Cô nhóc lại bị người khác ức hiếp rồi.
Xin hỏi ngài là... Ông cụ này là ai? Chuyện gì vậy tìm đến trường quay luôn rồi. Cô nhóc, hôm nay ông cố đến đây là dẫn theo đứa cháu gái không nên thân. Này, đến xin lỗi cháu. Buổi tiệc hôm đó là cố làm không đúng, nhưng mà nó còn có ba nó, đều không có tư cách thay đổi chuyện ta đã quyết định. Quyền đại diện phát ngôn của cháu là do ta chỉ định, lời bọn họ nói đều không tính. Ông cụ này lẽ nào là... Hay, cô nhóc à, chuyện đại diện phát ngôn của cánh sau cháu xem là thật, nó không nhận là không nhận sao? Ông ấy chính là chủ gia tộc đại tài phiệt Cố Thị đã thoái ẩn nhiều năm, Diệp Tinh đã không phải đã quyết liệt với cánh sau rồi sao? Chủ gia tộc tài phiệt Cố Thị đích thân đến tìm một ngôi sao nhỏ xin lỗi. Nhưng mà chú Cố đã tìm luật sư tới hủy bỏ hợp đồng rồi. Chuyện hủy bỏ hợp đồng ta đã xử lý rồi, đừng tính toán với chú Cố của cháu, nó chỉ có một đứa con gái bảo bối này bình thường chịu đến sinh hư. Ta đã trừng phạt nó rồi. Xin lỗi Diệp Tinh Năng, là lỗi của tôi, cô đừng chấp nhận với tôi. Dựa vào cái gì, mình đường đường là một đại tiểu thư, vậy mà lại đi xin lỗi một cô sao nhỏ quyến rũ anh luôn. Ông biết cháu còn muốn những lại tính và danh tiếng Cố gia gây dựng cả trăm năm nay, không thể vì chuyện này mà lung lay. Ông, rốt cuộc tại sao ông muốn thu về toàn bộ quyền thừa kế của ba cháu? Hôm nay nó vì cháu mà hủy bỏ một cánh sao, ai biết được ngày mai nó có vì chuyện khác mà hủy cả gia tộc không? Lâm Lâm, ông biết cháu thích Lệ Lôi, nhưng cháu thật sự quá ngây thơ rồi. Mong cô, tạm không nói đến chuyện Tiểu Lôi hoàn toàn không có tâm tư này. Với bối cảnh nguy hiểm của Lệ gia ở nước ngoài, ông sao có thể yên tâm đem cháu cả qua đó? Mà người bạn gái Tiểu Lôi lựa chọn này trông có vẻ yên tĩnh, nhưng rất có chủ ý của bản thân, rất sướng nắm tay gia chủ tương lai của nhà họ Lệ đi hết cuộc đời. Ông không thể vĩnh viễn bảo vệ nhà họ Cố, đợi sau khi ông đi. Nếu cháu và ba cháu đắc tội bà chủ trương tương lai của họ Lệ, sao tình giữa nhà họ Cố và nhà họ Lệ còn có thể duy trì không? Mong cô trở về tiếp tục làm đại diện phát ngôn cho cánh sao nhà tôi. Chuyện trước đây không nhắc đến nữa, tôi sẽ bảo người quản lý điều chỉnh lại lịch trình, trừ thời gian làm người đại diện phát ngôn cho cánh sao của Cố Thị. Nếu ông Cố đã đích thân đưa người đến xin lỗi, mình cũng không thể không nể mặt. Cô nhóc, Cố Thị sẽ không bạc đãi cháu. Nói cái gì mà bạc đãi với không bạc đãi, ông Cố từ xa đến đây, ở đây nghỉ ngơi một lát đi. Mình quả nhiên không nhìn nhầm, cô nhóc họ Lăng này nó biết đạo lý, nhất định sẽ không làm loạn. Gần đây có khách sạn 5 sao đã được đoàn làm phim bao hết rồi, để cháu bảo đạo diễn Kim để cho hai người hai phòng. Vâng, em đi sắp xếp ngay. Đạo diễn Kim từng nhận được vô số giải thưởng quốc tế, sao lại bị sai bảo như đàn em thế kia, đạo diễn Kim này vậy mà còn thực sự nghe theo. Không cần phiền phức, bọn ta về luôn. Ông Cố, cháu tiễn không? Chiến thương đúng không? Có nhận tài trợ nước hoa chưa? Vẫn chưa. Có rất nhiều nước hoa của Cố Thị đều bắt nguồn từ văn hóa cổ đại phương Đông, có chút phù hợp với bộ phim này. Đạo diễn Kim, phiền cậu truyền đạt với bên sản xuất một chút, sau đó mọi người cùng nghiên cứu phương án. Dạ được. Cảm ơn ông Cố. Trời ạ, chị dâu đúng là thần tài sống. Tài trợ của tài phiệt Cố Thị cao hơn Vương Triệu trang sức vàng mấy lần, ngôi sao nhỏ này vậy mà. Buổi chiều đang quay. Dừng, không đúng. Tôn Tĩnh, sao cô lại mất tập trung thế? Tôi nói đòi đừng có ngay ra nữa. À, ngại quá. Tôi thấy hôm nay không cần quay cảnh này nữa. Giải tán đi, ngày mai nói tiếp. Chị Tiểu Lăng, nước. Vivi, em về nghỉ ngơi đi. Chị ở lại luyện tập cảnh tiếp theo một lát. Được. Cảnh vừa nãy lúc vũ công ám sát đế vương, toàn cảnh rối loạn, đế vương nhếch nhác bỏ chạy. Vũ công đuổi tới cùng, cuối cùng đâm một nhát từ phía sau vào tim đế vương. Lúc đó mình cũng bị đâm từ phía sau vào tim. Không được. Luyện tiếp. Giết người. Cô ám sát như vậy là không đúng. Nên đâm ngang thanh kiếm vào chỗ dưới xương sườn thứ ba trên lưng, sau đó nhẹ nhàng xoay một cái. Như vậy mới có thể một đao mất mạng. Ông là ai? Cô hỏi tôi là ai? Bọn họ đều gọi tôi là Lão Bao, quản lý đạo cụ của đoàn làm phim.
Diệp Tiểu Thư tranh kiếm ngắn trên tay cô. Nên giao lại rồi. Đâm ngang thanh kiếm vào chỗ dưới xương sườn thứ ba trên lưng, sau đó nhẹ nhàng xoay một cái. Kiếp trước mình không phải bị cách thức này đâm chết sao? Cô Diệp. Xin lỗi, tôi về trước đây. Đâm ngang thanh kiếm vào chỗ dưới xương sườn thứ ba trên lưng. Sau đó nhẹ nhàng xoay một cái. Mình... Mình vừa mới ngủ quên sao? Lệ Lôi. Ai? Lệ Lôi. Anh dọa chết em rồi, sao anh lại ở đây? Giám sát đó. Anh nhớ em rồi. Anh phải né tránh đám chó săn fan, còn có lớp lớp cảnh sát và bảo vệ gần đây. Tiểu Lan, vì gặp em anh không dễ dàng sẽ mới leo vào trong đó. Thì ra là anh lén lút vào đây. Em sao vậy? Sắc mặt kém như vậy. Mơ thấy ác mộng sao? Mơ thấy gì vậy? Tiểu Lan. Có anh ở đây. Anh sẽ luôn ở đây sao? Đương nhiên Tiểu Lan. Ngủ đi, anh ở bên em. Đi tra đoạn làm phim chiến thương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đặc biệt là những người Diệp Tiểu Thư từng gặp. Tiểu Lăng, anh muốn biết rốt cuộc cái gì đang giày vò em, còn có anh phải làm thế nào mới có thể bảo vệ em. Lát nữa em còn phải quay, anh ngoan ngoãn ở đây đừng đi lung tung. Biết rồi. Cô Diệp đó có khả năng từng phải chịu những chấn thương tàn khốc, ví dụ như uy hiếp, cầm tù, thậm chí là cưỡng bức. Lúc đó mặc với những tổn thương liên quan mới phản sinh ra phản ứng quá khích. Tiểu Lăng, sơ yếu lý lịch của em quá sạch sẽ, quá bình thường suôn sẻ. Như em rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mới đau khổ như thế này? Lệ Lôi, tra được một người. Chị về thành phố luôn sao? Những người khác cũng không bao lâu nữa là quay xong. Thật sự không ở lại thăm tiệc đóng máy sao? Cảnh quay của tôi đã kết thúc rồi, không ở lại đây nữa. Mau chuồn thôi, ông Phật lớn đại boss còn đang ở trong phòng mình. Nếu như quan hệ giữa mình và anh ấy bị bại lộ thì thôi. Cũng phải, chị dâu còn bận chuyện tiếp tục hợp đồng với cánh sao. Đi đường cẩn thận. Tạm biệt. Tập đoàn Cố Thị. Tổ chức ngầm. Ngày cuối cùng ở trường quay chiến thương. Ông là ai? Ráo bao, quản lý đạo cụ. Bao nhân cũ, ghép lại là báo thủ. Rốt cuộc là thâm thù đại hận gì khiến ông đặt cho bản thân cái tên này? Đáng thương, một đời hào hùng vậy mà lại rơi vào bước đường này. Ai có thể ngờ mấy năm trước ông chính là nhân vật oai phong trong giới thương trường. Tôi nói không sai đúng không? Từng là người đứng đầu tập đoàn Vương Thị, bố vợ Bùi Tử Hạnh, Vương Kính Chu. Nhị thiếu gia nhà họ Lệ, cậu muốn thế nào? Tôi muốn biết. Chiều hôm đó ông đã nói gì với Diệp Tinh Lăng? Lệ Nhị Thiếu, tại sao ta phải nói cho cậu biết? Vậy ông muốn thế nào? Rất đơn giản, thay ta giữ bí mật. Thành sao? Hôm đó mọi người đã đi hết rồi, chỉ còn lại ta đang thu dọn đạo cụ. Ta thấy một mình cô bé đó đang luyện tập
cảnh ám sát ở trong sảnh. Bóng lưng cô bé đó rất giống một người, Hạ Lăng. Hạ Lăng bị người khác đâm chết trên sân khấu, cô bé đó khiến ta nhớ lại vài chuyện cũ cho nên không nhịn được lên tiếng. Cái gì? Hạ Lăng bị đâm chết? Đúng vậy, tin tức công bố ra ngoài là trượt chân rơi khỏi sân khấu gì đó, toàn bộ là nói dối. Hạ Lăng bị mưu sát, bị người ta đâm một đao, rơi xuống sân khấu, sau đó... He he, sọ não vỡ vụn, chết ngay lập tức. Sao ông lại biết rõ như vậy? Sao tôi lại biết rõ vậy? Bởi vì người nhận tội thay tên tội phạm giết người đó chính là con trai tôi. Cũng không biết tên súc sinh đáng chết nào giết Hạ Lăng, xá họa lên đầu con trai ta. Vương Vũ, đứa con đáng thương của ta trước gì bị bắn chết, vẫn luôn kêu oan. Nhưng căn bản không có ai tin, căn bản không có ai tin. Lẽ nào Bùi Tử Hoành quấn lấy Tiểu Lan không buông cũng là vì cảm thấy cô ấy giống Hạ Lăng? Kể cho tôi nghe về Hạ Lăng. Ban đầu lúc con gái ta Vương Tịnh Ủy muốn gả cho Bùi Tử Hoành, ta đã phản đối. Tập đoàn Vương thị ta đủ lớn đủ giàu có thể liên hôn với nhà họ Bùi đương nhiên rất tốt, nhưng cũng không nhất định phải trèo cao như vậy. Ta hy vọng con gái có thể hạnh phúc, nhưng nếu nó gả vào nhà họ Bùi, nhất định không thể hạnh phúc. Lúc Bùi Tử Hoành nói chuyện kết hôn với nhà họ Vương, bọn ta điều kiện đầu tiên đưa ra đó là bất cứ ai cũng không được động đến Hạ Lăng. Lúc Bùi Tử Hoành nhắc đến Hạ Lăng, sự bảo vệ trong ánh mắt rất dễ nhìn thấy. Thỏa thuận phân chia tài sản trước hôn nhân, thậm chí cậu ta còn để lại tất cả tài sản trước hôn nhân cho Hạ Lăng. Mọi người ở đó đều có thể nhìn ra quan hệ giữa hai người. Ta thử khuyên con gái từ bỏ, nhưng con gái quá yêu Bùi Tử Hoành. Nó quyết định gả vào nhà họ Bùi tranh cao thấp với Hạ Lăng. Con gái ta kiêu ngạo mạnh mẽ cho rằng với thân phận chính thức của bản thân có thể đá một cô nhi không có chỗ dựa như Hạ Lăng đi giành được chiến thắng. Lúc đó nó nhất định không ngờ Hạ Lăng sẽ tìm đến nó. Càng không ngờ, nó lại chết trong tay Hạ Lăng. Con trai Vương Vũ của ta sau khi nghe được tin tức chị gái bị hại chết, tức đỏ mắt. Hạ Lăng đền mạng! Đi khắp nơi rêu rao nó muốn giết Hạ Lăng đền mạng. Thế giới đều cho rằng Bùi Tử Hoành phong sát Hạ Lăng, thật ra cậu ta chỉ là đang bảo vệ Hạ Lăng. Không muốn để chúng tôi nhân cơ hội báo thù. Chúng tôi và Bùi Tử Hoành đàm phán hết lần này đến lần khác. Bùi Tử Hoành luôn cúi đầu trước chúng tôi, cho đến cuối cùng nhà họ Vương chúng tôi đồng ý với cậu ta không tìm Hạ Lăng gây phiền phức. Bùi Tử Hoành mới chịu thả Hạ Lăng ra ngoài. Tổ chức một buổi biểu diễn hoành tráng kỷ niệm 10 năm ngày cô ra mắt. Nhưng mà Hạ Lăng lại bị mưu sát trong buổi diễn. Bên phía cảnh sát điều tra ra con trai ta, Vương Vũ vậy mà lại là nghi phạm lớn nhất. Con trai ta hết đường chối cãi, cuối cùng bị kết án tử hình xử bắn. Thực sự không phải con giết, con bị oan. Ba, báo thù cho con. Báo thù cho con. Hạ Lăng giết con gái ta, lại hại con trai ta. Ta vốn muốn báo thù Bùi Tử Hoành, nhưng không ngờ cái tên Bùi Tử Hoành đó sớm đã huy động thế lực của hoàng của toàn gia tộc trấn áp nhà họ Vương. Không lâu sau, nhà họ Vương liền tuyên bố phá sản, người trong tộc kẻ phát điên, kẻ tự sát. Toàn bộ người còn sống, toàn bộ đều trở thành ăn mày. Chỉ cần một ngày, Bùi Tử Hoành vẫn còn sống, nhà họ Vương vĩnh viễn không thể trở mình. Bởi vì Bùi Tử Hoành, thậm chí ăn mày bên đường cũng không muốn thu nhận người nhà họ Vương. Chúng tôi chỉ có thể ngủ bên đường, ngủ dưới chân cậu, ăn cơm thừa canh cạn, bị người ta xua đuổi như chó hoang. Lệ Nhĩ thiếu gia, cậu nói xem tôi có nên báo thù hay không? Tôi muốn tra ra sự thật năm đó, đích thân tìm ra hung thủ mưu sát năm đó. Tôi còn muốn Bùi Tử Hoành. Ông muốn Bùi Tử Hoành thế nào? Bắt hắn quỳ gối nhận sai hay là đền mạng? Năm đó ông còn là nhân vật tiếng tăm một phương, còn không thể động đến Bùi Tử Hoành, huống hồ bây giờ. Phải có cách khiến hắn sống không bằng chết. Tôi không muốn quan tâm đến sống chết của Bùi Tử Hoành, nhưng tôi còn biết giữa anh ta và Hạ Lăng đã xảy ra chuyện gì. Còn có những người phụ nữ khác bên cạnh anh ta. Nếu có, mọi chuyện to nhỏ giữa bọn họ, tại sao tôi phải thay cậu làm những chuyện này? Để báo thù, tôi có thể cung cấp cho ông rất nhiều quyền lợi. Tại sao? Tại sao cậu lại hứng thú với chuyện của Bùi Tử Hoành? Tôi có người cần phải bảo vệ.
Tôi cảm thấy Diệp Tinh Lăng rất giống Hạ Lăng. Tôi đoán Bùi Tu Hành cũng cảm thấy như vậy. Cho dù thế nào tôi cũng không muốn cô ấy bị Bùi Tu Hành quấy rầy nữa. Đúng rồi, tôi không hy vọng ông lại tiếp cận Tiểu Lăng. Nếu không, tôi sẽ không quan tâm đến cam kết hay hợp tác gì đó. Tôi sẽ khiến ông còn có nhà họ Vương triệt để biến mất khỏi thế giới này. Được, Diệp Tinh Lăng không phải mục tiêu của ta. Ta sẽ cung cấp cho cậu mọi thông tin tình báo mà ta điều tra được. Nhưng mà Lệ Nhị Thiếu, ta hy vọng cậu có thể giúp ta che chở con cháu nhà họ Vương. Cậu là đế vương của thế giới ngầm ở thành phố S. Chỉ cần một câu nói của cậu liền có thể khiến chúng ta sống tốt hơn nhiều. Tôi sẽ giúp đỡ họ trong mức độ cho phép, nhưng sẽ không phải là sự giúp đỡ rất lớn. Nếu tôi đoán không sai, hắn nhất định phái người trông chừng đám con cháu nhà họ Vương. Với tính cách có thù tất báo của hắn, nhất định sẽ không để các người sống thoải mái xa khỏi tầm mắt hắn. Nhưng tôi có thể hứa tính mạng con cháu nhà họ Vương sẽ không gặp nguy hiểm. Chuyện khác, đợi ngày chúng ta hợp tác xong, tôi có thể đưa các người ra nước ngoài bắt đầu cuộc sống mới. Lệ Nhị Thiếu, Phương Kính Chu, tôi tin cậu một lần, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Thứ vẫn luôn quấy nhiễu Tiểu Lăng là cái gì? Thật sự có liên quan đến cái chết của Hạ Lăng sao? Cho dù thế nào mình cũng sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cô ấy, không để cô ấy chịu tổn thương nữa. Tiểu Lăng, thật muốn xấu em đi, cứ như vậy sống hết đời. Ngủ đi, tốt nhất ngủ thành heo luôn. Đến lúc đó bọn A Vệ cũng không nhận ra em nữa, chỉ có anh không chê thôi. A Vệ. Gây rồi. Mấy ngày nay A Vệ có tìm em không? Không có. Gần đêm bận rộn lâu như vậy khó lắm mới có cơ hội nghỉ ngơi. Quan tâm đến anh ta làm gì? Lệ Lôi, anh đừng nhéo em. Không được, em phải gọi điện cho A Vệ. Nếu không phần công việc em bỏ lại, người cung xử nữ như anh ta nhất định sẽ không tha cho em. Nếu thực sự có chuyện gì anh ta sẽ tự gọi đến. Thật sao? Khi mình còn ở trong chung cư, A Vệ đã gọi điện đến bảo mình đến phòng thu âm một chuyến. Sau khi đến chỗ Lệ Lôi đã biến thành không xảy ra chuyện gì rồi. Không được, không hỏi rõ là có chuyện gì, em có chút không yên tâm. Em chưa từng tắt máy mà, hết pin sao? Đầy pin mà. À, là A Vệ. Diệp Tinh Lăng, cô còn biết bỏ máy, có biết tôi tìm cô mấy ngày rồi không? Ba ngày nay hai phía đều có chuyện, mọi lịch trình đều rối tung lên không biết còn cho rằng cô là ngôi sao lớn. Nhạc hỏi Tinh Vân, tôi từng nói với cô, có phải cô đã quên sạch sẽ rồi không? Có bản lĩnh thì đi nghỉ, thì có bản lĩnh đến công việc của cô trước đã. Có bản lĩnh đi nghỉ thì có bản lĩnh nghỉ đến công việc của cô trước đã, hả? Xin lỗi, đây không phải thái độ một nghệ sĩ nên có, tôi sẽ sửa. Tôi rồi, quên mất còn phải chuẩn bị nhạc hỏi Tinh Vân. Xem như cô thức thời. Alo, Lệ Lôi, đừng tưởng anh là boss, tôi không dám làm gì anh. Tôi thử biết là anh giấu Tiểu Lăng đi rồi, nhất định là anh. Có phải có ai là ông chủ như anh không? Chuyên ngán chân nhân viên dưới trướng. Nếu anh thật sự đánh đổ không có chuyện gì làm thì đi thị sát mấy khu bất động sản, khu vui chơi gì đó, chỗ nào mát mẻ thì qua đưa anh đó mà chơi. Đừng cả ngày ở Thiên Nghệ làm loạn, mấy nghệ sĩ đang yên đang lành đều bị anh làm hư hết cả rồi. Cuối cùng mình không phải chịu mắng nữa rồi. Nhưng mà A Vệ, anh gào thét với boss nhà anh thế này thực sự không vấn đề sao? Vệ Triệu Âm, cho dù nó thế nào, nếu như để tôi nhìn thấy anh hung dữ với Tiểu Lăng lần nữa tôi liền... Anh định thế nào? Đuổi việc tôi. Nếu anh dám đuổi việc tôi liền chạy đến đế hoàng cũng đào Tiểu Lăng qua bên đó luôn. À vậy, anh ăn nói thế này mà còn đòi đến đế hoàng. Bùi Tử Hoành chưa từng cho phép cấp dưới nói chuyện với anh ta thế này. Tôi không đuổi anh, tôi cúp điện thoại của anh, nói được làm được. Lệ Lôi, ông chủ xấu bụng này, anh không có nhân tính, anh lạm dụng chức quyền, anh bảo Tiểu Lăng nghe điện thoại. Không mắng Tiểu Lăng nữa. Tôi mắng cô ta hay không có liên quan gì đến anh. Nghệ sĩ phạm lỗi thì nên dạy dỗ. Uổng cộng anh còn là boss, biết tính quan trọng của việc đúng giờ không? Biết không? Anh vẫn còn 3 giây để trả lời câu hỏi của tôi, nếu không tôi sẽ cướp máy. 3. Tôi nói này, anh đây là lạm dụng chức quyền, anh thế này sẽ chịu hư cô ta. 2. Cô ta Thiên Nghệ có anh bảo vệ, sau này nhận hợp đồng ở bên ngoài sớm muộn gì cũng bị ăn hiếp. Được rồi, tôi không mắng cô ta nữa, anh đưa điện thoại cho cô ta đi. Đây là xử xong A Vệ rồi. Nè. Được. A Vệ, chuyện nhận hỏi Tinh Vân lần trước anh nói. Tiểu Lăng, cô mau về cho tôi, thư mời nhạc hội Tinh Vân năm nay đã đến rồi. Chúng ta phải sắp xếp chiến lược một chút,
tốt nhất là nên tăng độ hot trước khi lễ trao giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất diễn ra. Nhạc hội Tinh Vân có quy mô lớn nhất nước, người nổi tiếng nhất cũng là người có quyền uy ảnh hưởng đến nhạc hội nhất. Trước đây A Vệ cũng đã nhắc nhở mình đợi thư mời hôm nay. Nhạc hội mỗi năm một lần, mùa thu mỗi năm tổ chức bỏ phiếu trên cả nước, nếu có thể nhận được giải thưởng cao nhất đó, nhất định là vinh dự không tồi. Kiếp trước mình mấy lần nhận được giải nữ ca sĩ xuất sắc nhất, giải thưởng mà những ca sĩ đẳng cấp trong nước đều từng nhận được. Biết rồi, A Vệ, mai tôi sẽ về. Em đến chỗ chị Mạch Na họp đây. Tiểu Lan, em đến nhạc hội Tinh Vân cũng không thương lượng với anh. Ngoan, chị đây phải đi làm chính sự. Vất vả như vậy làm gì, chúng ta là người một nhà, anh nuôi em không phải là được rồi sao? Em mới không muốn, nuôi cũng phải đợi ngôi sao lớn đây, phấn đấu trở thành thiên hậu, sau đó em nuôi anh. Đến lúc đó em kiếm nhiều tiền cho anh, đưa anh đi khắp thế giới hưởng vinh hoa, thế nào? Ừ, anh sẽ đợi. Nhạc hội lần này tôi phụ trách thu xếp tổng thể sau hậu trường. Mộ Dung, Lâm Lan, Uyển Nghi, ba người các cô không tôi không nói đến nữa, dù sao đều là người từng tham gia, vấn đề không lớn. Trọng điểm là A Vệ, Tinh Lăng, Lục Đào, Lánh Huy. Mấy người đều là lần đầu tiên tham gia nhạc hội, nhất định phải nghe rõ quy tắc thi đấu và những điều cần chú ý. A Vệ lần đầu tiên tham gia sao? Nghĩ lại kiếp trước hình như không nhìn thấy anh ta trong nhạc hội. Nhìn cái gì? Nếu không vì cô, lần này tôi cũng không đi. Tiểu Lăng, mỗi năm A Vệ đều nhận được thư mời nhưng đều từ chối, chỉ có năm nay vì nâng đỡ em nên mới đích thân đi. Năm nay người mới xuất sắc quá nhiều rồi, Hạ Vũ, Lạc Lạc, còn có những người thực lực khác đều không thể xem thường. Cạnh tranh sẽ có rất kịch liệt, có A Vệ ở đó chăm sóc em sẽ thuận lợi hơn chút. A Vệ nâng đỡ mình, về Lục Đào và Lãnh Huy thì sao? Bọn họ cũng là nhóm nhạc ra mắt trong năm nay. Tiểu Lăng, cô phải cố lên. Nếu không phải độ nổi tiếng của tôi và Lãnh Huy năm nay không lớn bằng cô, mới không nhường cô cơ hội tốt này. Nói đến nổi tiếng, lần trước ai đến trung tâm nhảy đường phố không ngụy trang, kết quả bị fan đuổi theo ba con phố. Chuyện đó là ngoài ý muốn, may mà có Lãnh Huy giả vai cho tôi. Tiểu Lăng, hai ca khúc của em lượng tiêu thụ đều rất cao. Trong số những người mới ra mắt, số tiền em kiếm cho công ty từ quảng cáo đứng thứ nhất, đứng đầu số lượng fan, đứng đầu số lượt tìm kiếm hot, đứng đầu các bài viết. Không nâng đỡ em thì nâng đỡ ai? Thì đa độ nổi tiếng cao như vậy. Xem ra bảo đao của chị đây chưa già, không hổ là mình. Được khen thế này ngại quá, mình sắp bay lên luôn rồi. Được, bây giờ nói rõ quy tắc của nhạc hội Tinh Vân một chút. Giống như năm trước, mọi tuyển thủ 8 người sẽ ghép thành một đội, tổng cộng chia thành 6 đội, do 6 nhà chế tác âm nhạc hướng dẫn. Tuyển thủ mỗi giai đoạn chia đội A Vệ, cậu phải chú ý, cậu là nhà chế tác của Thiên Nghệ. Theo quy định thi đấu, cậu chỉ có thể chọn nhiều nhất một ca sĩ hoặc một nhóm thuộc Thiên Nghệ. 7 ca sĩ còn lại cậu nhất định phải chọn ngoài Thiên Nghệ. Số lượng này hy vọng cậu nắm rõ. Tiểu Lăng, A Vệ cậu đừng quên. Nhạc hội Tinh Vân còn có một giải công ty biểu diễn xuất sắc nhất, chúng ta phải dựa vào tổng điểm của toàn thành viên mới được. Nhưng mà Tiểu Lăng, trình độ Tiểu Lăng ổn định, vị trí này tốt nhất nên để lại cho ca sĩ cần chăm sóc hoặc lão tướng như Mộ Dung. Hơn nữa, cho dù thắng thua, Tiểu Lăng không ở trong đội của cậu, phóng viên mới không có cơ hội bẻ cong sự thật hoặc tung tin đồn nhảm. Chúng ta phải khiến Tiểu Lăng thắng thật đẹp, thắng mới có thể khiến người khác không nói, không có gì để nói. Được, tôi dẫn dắt Lục Đào và Lãnh Huy. Cảm ơn anh Vệ. Nhóm hai người chỉ chiếm một số có thể cùng tham gia vào đội của tôi. Hay, em bị anh Vệ ghét bỏ rồi. Bạch Mộ Dung, cậu cũng có nhiệm vụ. Cậu là thiên vương đi đâu cũng được, lần này Tiểu Lăng vào nhóm nào, cậu cũng phải vào theo. Tôi hy vọng cậu có thể nâng đỡ ra một thiên hậu cho Thiên Nghệ. Đương nhiên, thực lực của em gái Tiểu Lăng có thể giúp đỡ người đẹp là vinh hạnh của tôi. Lâm Lan, Yển Nghi, phong cách của hai cô đều không xung đột với Tiểu Lăng. Năm nay, người đó địch rất nhiều, các cô chăm sóc tốt bản thân. Ừ, được. Lúc còn sức thì giúp người mới một chút, tranh thủ nâng tổng điểm của Thiên Nghệ. Còn về người chế tác có điểm cao nhất, yên tâm, tôi sẽ lấy điểm cao nhất, không vấn đề. Ánh mắt của mấy người là thế nào? Không tin tôi sao? Trong số người chế tác năm nay có Phượng Côn, A Vệ, cố hết sức là được. Thật quá đáng! Sao tôi không lấy được số điểm cao nhất? Tôi sợ hắn ta sao? Năm nay Phượng Côn có bướm trong lòng, cậu lấy chiêu gì ra đấu? Ai quan tâm?
chị Bạch Na nói không sai. Bướm trong lòng đã khiến độ nổi tiếng của Phượng Côn bùng nổ, chỉ dựa vào hạng mục đầu chọn của khán giả đã bỏ xa những nhà chế tác khác một con phố. Huống hồ anh ta cũng có kinh nghiệm thi đấu phong phú, kỹ năng xử lý khéo léo đều là những thứ bây giờ A Vệ không có. Hơn nữa, Phượng Côn dốc hết tâm huyết đem màn buổi diễn cuối cùng ở kiếp trước của mình trở lại, biên soạn lại nửa ca khúc gốc trước khi mình bị giết. Cuối cùng thu thành một ca khúc độc nhất vô nhị thuộc về Hạ Lăng. Không phải tại anh không giỏi, A Vệ cải biên như vậy chỉ là anh chưa biết ra mà thôi. Được rồi, cải biên như vậy chỉ cần vài phút là có thể viết ra, nhưng mà ai bảo ca khúc đó có ý nghĩa đặc biệt như vậy. Cho dù anh biên soạn lợi hại đến mức nào đi nữa cũng không thể vượt qua thương xót người ta dành cho người đã khuất. Uyển Nhi cứu tôi, anh Vệ muốn giết người. Đáng ghét, tôi nhất định sẽ dẫn dắt đội mình thắng đội cậu ta, khiến Phượng Côn cúi đầu trước tôi. Tiểu Lăng, lát nữa cùng đi thảm đỏ với tôi. Ừ. Hoa, cậu đối với Tiểu Lăng đúng là tình yêu đích thực. Chị Mạch Na, đừng đùa nữa, bây giờ Tiểu Lăng có chủ rồi. Người đó của cô ấy rất nhỏ mọn, một khi con vui sẽ mang Tiểu Lăng đi. Tôi đi đâu tìm ca sĩ giỏi thế này? Được rồi, biết rồi, khai mạc sắp bắt đầu rồi, chăm sóc tốt Tiểu Lăng. Đến rồi, Vệ Triều Âm, người đó là Vệ Triều Âm. Vệ Thiếu, nhìn bên này, Diệp Tinh Lăng, Tiểu Lăng thân yêu của tôi. Tiểu Lăng. À, Vệ hôm nay đẹp trai quá. Đã trôi qua lâu như vậy rồi. Lần trước đi cùng A Vệ, Diệp Tinh Lăng vẫn còn là một thực tập sinh. Vệ Thiếu và Tiểu Lăng ở bên nhau đi. Ai nói Vệ Thiếu là của Phượng Côn? Chật. Vệ Thiếu không được có nói nó cũ, phải hạnh phúc với Phượng Côn, phải hạnh phúc. Phượng Côn. A Vệ, anh đừng đi quá nhanh. Ai quan tâm? Đừng quên chúng ta nhận tài trợ của đồng hồ, phải đi trên thảm đỏ đủ 5 phút. À, tôi biết rồi. Thật phiền phức, lần sau không nhận tài trợ nữa. A Vệ bình thường không ghét mấy chỗ này phát. A Vệ bình thường ghét mấy chỗ này nhất. Lần này đồng ý nhận tài trợ bên nhạc hội Phong Vân cũng là vì giúp mình tăng độ hot. Boss, chị Mạch Na còn có những điều nhiều người khác mà Diệp Tinh Lăng tôi quen biết. Trên con đường ngôi sao sáng chói này, tôi quả thật nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Trọng sinh đến thiên nghệ có lẽ là sự quan tâm lớn nhất của ông trời đối với tôi. Cái đồng hồ này vậy mà lại không tính xây, rốt cuộc khi nào mới đúng 5 phút. Tôi dẫn anh đi. À Vệ, không phải anh nói cảm giác chiếu ống kính của tôi rất tốt sao? Nào, hôm nay tôi cho anh mở rộng tầm mắt, cái gì mới gọi là phong thái của thiên hậu. Anh Vệ, cô Diệp, mời qua bên này ký tên. Gây rồi, sao mình lại vô ý muốn ký chữ Hạ? May mà chữ ký trước đây của mình cũng không dễ nhận ra, mau sửa lại một chút. Tiểu Lăng, còn chưa ký xong. Xong rồi, lát nữa còn phải đến chỗ phóng viên chụp hình, nhanh một chút. Ừ. Chữ này sao có thể? Chữ ký bị sửa, nét bút quen thuộc này mình tuyệt đối không nhận nhầm. Đây là chữ Hạ viết một nửa, đây là nét bút của Hạ Lăng. Diệp Tinh Lăng, cô và Hạ Lăng rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao tôi lại cảm thấy hai người lại cùng một người? À Vệ, anh đã đi sai đường rồi. Sao có thể, để tôi dẫn đường nhất định không vấn đề. Chào hai vị. Lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. Cái gì mà lâu rồi không gặp? Lần trước thu âm bài hát tưởng nhớ Hạ Lăng mới gặp đây. Trên buổi party đó. Cô Diệp Tinh Lăng, lần trước trên buổi party cảm ơn cô và anh Lễ đã thông cảm. Đừng khách khí anh Phượng Côn. Này, đừng dụ dỗ ca sĩ của tôi. Lần trước tôi có nhắc đến chuyện Hải Yêu với cô, cách cô xử lý giọng khiến người khác vô cùng kinh ngạc. Bài hát đó là tôi đích thân chế tác, tôi biết hát nó độ khó rất cao,
Trước cô, trừ Hạ Lăng ra không ai có thể hát. Trên toàn thế giới rất ít ca sĩ có thể hát được. Cho nên tôi đã sửa lại một chút. Thật trùng hợp. Cách hát của cô rất giống phương án năm đó cô ấy bỏ đi. Đến bây giờ phương án đó còn nằm trong ngăn kéo khóa lại trong văn phòng của tôi. Phòng làm việc của Phượng Côn vài năm trước đế hoàng. Khó chọn quá. A Côn, hai phương án này anh cảm thấy phương án nào tốt hơn? Đều rất tốt, Tiểu Lăng một cái cần kỹ năng, cái còn lại cần truyền vào cảm xúc kỹ tỉ mỉ để khắc họa. Vậy à, cái thứ hai nghe phiền quá, chọn cái thứ nhất đi. Tiểu Lăng, làm âm nhạc không thể nông nổi. Nông nổi, tôi vốn thích hợp với cách hát phô trương hơn. Hơn nữa, ai bảo lần trước tên phê bình âm nhạc đáng ghét đó nói, tôi dùng thiên phú để hát, không có tu giữ thiên hậu. Hứ, tôi cứ dùng thiên phú để hát đó, tức chết hắn. Cô đó. Diệp Tinh Lăng, tôi rất tò mò linh cảm để cô xử lý phần âm gió trong Hải Yêu từ đâu mà có. Ngay rồi, mình không nghĩ gì cả liền chọn dùng phương án dự bị năm đó. Cách nghĩ của cô giống y như phương án Hạ Lăng đã bỏ đi. Lẽ nào Phương Côn, Phượng Côn anh ấy... Phượng Côn cậu có ý gì? Cáo buộc Tiểu Lăng đạo nhạc phương án trước giờ cậu chưa từng công bố sao? Tôi thấy cậu đố kỵ Tiểu Lăng hát hay hơn Hạ Lăng thì có. Có chút đố kỵ, vẫn là bài hát đó nhưng người hát đã không còn tồn tại nữa rồi. Cô Diệp, trước giờ chưa từng công bố, điều này đúng. Anh Phượng Côn, tôi tôn trọng anh là tiền bối trong ngành. Cổ mong anh ăn nói, chú ý một chút, đừng tùy tiện bôi nhọ người khác. À vậy, chúng ta đi. Phòng trang điểm. À, Tiểu Lăng và A Vệ đến rồi. Em mau đi trang điểm thêm, lát nữa dùng trạng thái tốt nhất lên sân khấu. Các nghệ sĩ thuộc Đế Hoàng, nghệ sĩ thuộc công ty Bôn Mã đã ra khỏi phòng trang điểm rồi, các vị có thể vào rồi. Tiểu Lăng. Tiểu Lăng, Tiểu Lăng. Lạc Lạc. Thật sự là cậu, tớ là Lạc Lạc. Tiểu Lăng cậu có nhớ tớ không? Lạc Lạc ở đây, Đế Hoàng và Bôn Mã đổi phòng trang điểm. Tiểu Lăng, Tiểu Lăng, cậu ốm đi rồi, gần đây có phải rất mệt đúng không? Lạc Lạc, cậu vừa nghiệt khiến tôi có chút khó chịu. Xin lỗi. Phượng Côn, sao cậu và chúng tôi dùng chung một phòng trang điểm? Hơn nữa sao lại luôn là cậu? Chúng tôi, nhiều người, đồ nhiều, phòng hóa trang trước kia ngồi không đủ, nên thương lượng, đổi với Bôn Mã. Hả? Vớ vẩn, các người có thể nhiều hơn Bôn Mã mấy người, sao có thể ngồi không đủ? Phượng Côn cố ý đổ qua đây đúng không? Lẽ nào anh ấy thực sự phát hiện ra chuyện gì rồi? Hứ! Tiểu Lăng, người đó chính là vệ triều âm trong truyền thuyết. Hình như anh ta rất không thích anh Phượng của bọn tớ. Nào phải không thích, hoàn toàn là thâm thù đại hận. Không có chuyện đó. Vậy thì tốt. Tiểu Lăng, đã rất lâu rồi tớ không nhìn thấy cậu. Chuyện giữa cậu và chị Hạ Vũ đợi trước. Cậu không biết tớ lo lắng đến mức nào đâu. Muốn gọi điện cho cậu lại sợ... Cậu ở Đế Hoàng liên quan đến chuyện đó đúng là không tiện quan tâm tớ. Không phải đâu, Tiểu Lăng. Tớ không phải vì nguyên nhân Đế Hoàng nên không gọi điện cho cậu. Công việc là công việc, bạn bè là bạn bè. Tớ sợ cậu không xem tớ là bạn. Tớ không có không xem cậu là bạn. Tiểu Lăng. Mình đã không còn là Hạ Lăng trước đây ở phòng tập nhảy, hất tay những người bạn xem trọng mình ra nữa rồi. Hình như sau khi ở bên Lệ Lô, mình bắt đầu dần dần tiếp nhận người khác rồi. Tớ biết Tiểu Lăng là tốt nhất, phải làm bạn tốt cả đời đó. Lạc Lạc. Hạ Vũ. Tiểu Lăng. Cô có chiêu gì, tôi tiếp nhận là được rồi. Anh Phượng Côn, anh Vệ Triệu Âm, hai anh sắp lên sân khấu rồi, mời đi theo tôi. A Vệ nên đi rồi. Phiền chết được, tôi không bị điếc. Chào buổi tối các bạn thân yêu, chào mừng mọi người đến với buổi khai mạc nhạc hội Tinh Vân mỗi năm tổ chức một lần. Năm nay lại một làn sóng các nhà chế tác thực lực tập hợp tại đây, bọn họ sẽ dẫn dắt đội của bọn họ cạnh tranh tại đây để cống hiến cho mọi người bài hát và màn biểu diễn chất lượng nhất. Tiếp theo, chúng ta bước vào tiết mục đầu tiên của nhạc hội Tinh Vân. Nhạc hội Tinh Vân tiết mục lật thẻ bài.
Lật tế bài. Trước khi vòng bốc thăm bắt đầu, 6 nhà chế tác có thể tự chọn ra một ca sĩ trở thành thành viên đội mình. Ca sĩ may mắn được chọn chúng, không cần tham gia bốc thăm, trực tiếp trở thành đội viên chính thức của đội. Trình tự lật thẻ bài bắt đầu. Từ Anh, Vệ Triều Âm. Vệ Triều Âm và Phượng Côn trong giới giải trí được fan gọi là Song Bích, lần này lại là lần đầu tiên tham gia nhạc hội Tinh Vân. Vậy anh ấy rốt cuộc sẽ chọn ai? Diệp Tinh Lăng, Diệp Tinh Lăng, Bạch Thiên Vương, Bạch Thiên Vương. Vậy mà lại là nhóm Lục Đào và Lãnh Huy. Hả? À Vệ, anh lật Lục Đào và Lãnh Huy hình như mọi người đều rất kinh ngạc. Thật ra chúng tôi đều cho rằng anh sẽ lật người có năng lực như Bạch Thiên Vương hoặc Diệp Tinh Lăng, nghe nói Diệp Tinh Lăng là vương bài của Thiên Nghệ năm nay. Ca sĩ của Thiên Nghệ chúng tôi ai cũng là vương bài. À, A Vệ của chúng tôi cao ngạo lạnh lùng quá. A Vệ nói đúng, bọn em ủng hộ anh. Lục Đào Đào là tuyệt nhất, Lãnh Huy cố lên. Vậy mời nhà chế tác tiếp theo, thầy Trần Đình lên phía trước chọn nghệ sĩ bản thân ưng ý. Ồ, thông minh lắm, A Vệ dùng một câu liền chặn được miệng MC. Chương trình này kiên kỵ nhất chính là phân đẳng cấp cho nghệ sĩ tham gia. Tiểu Lăng, bây giờ sẽ không có bình luận bất lợi về em, sau này em chỉ cần dựa vào thực lực làm tốt hết sức là có thể là được. Ừ, em sẽ cố gắng. Mà nè, A Vệ lên sân khấu liền biến thành nam thần cao ngạo lạnh lùng rồi, rõ ràng ở dưới sân khấu thường xù lông như vậy. Đúng là quản lý hình tượng khiến người khác kinh ngạc. Cuối cùng, chính là nhà chế tác nổi danh của chúng ta ra sân, anh Phượng Côn. Ồ... Phượng Côn đã là khuôn mặt thân quen của nhạc hội Tinh Vân rồi, đội anh ấy dẫn dắt đều là đội thực lực. Chúng ta hãy xem thử nhạc hội Tinh Vân kỳ này anh ấy sẽ lựa chọn thế nào. Trịnh Thần Hạo. Phượng Côn có chút do dự, ca sĩ xuất sắc năm nay vô cùng nhiều, anh ấy sẽ chọn ai? Kỳ quái, cậu ta do dự cái gì? Chật, tưởng chị không biết à? Nếu hoàng sớm đã sắp xếp cho Phượng Côn tiễn thủ, thực lực ngang với Bạch Mộ Dung của chúng ta cũng không cần ra vẻ như vậy. Xem ra Phượng Côn đã quyết định rồi. Diệp Tinh Lăng. Không phải chứ, lẽ nào Phượng Côn chọn mình? Phượng Côn và Diệp Tinh Lăng căn bản chưa từng cùng xuất hiện, anh ta không phải thật sự nhận ra mình rồi đó chứ. Mình đã là Diệp Tinh Lăng rồi, không thể, nhất định không thể. Được rồi, chúng ta xem người Phượng Côn chọn lựa là ai? Diệp Tinh Lăng, Hạ Lăng, không thể để Bùi Tử Hoành chú ý đến cô ấy. Quan hệ của bọn họ nếu bị phát hiện, mình không bảo vệ được cô ấy, thậm chí có thể sẽ hại người bên cạnh cô ấy. Đương nhiên là chọn Thiên Vương của đế hoàng chúng tôi, là Trịnh Thần Hạo. Hứ, ra vẻ, không bị dẫn ra tốt quá rồi, xem ra mình nghĩ nhiều rồi. Dù sao lại chuyện trọng sinh làm người khác kinh ngạc này, ai sẽ nghĩ đến chứ? Bây giờ mọi nhà chế tác đều đã chọn xong ca sĩ, vậy bây giờ bắt đầu bốc thăm, quyết định thứ tự trình diễn. Wow! Trang điểm. Trừ Lục Đào và Lãnh Huy, mọi người đã biết số thứ tự tuyển chọn của mình chưa? Để tôi xem thử, Lâm Lan số 7, Uyển Nghi số 26. Đây là con số may mắn của tôi, Bộ Dung số 11. Wow, vận may rất tốt, Tiểu Lăng. Ha ha! Thứ tự trung gian chính là lúc các nhà chế tác ung dung nhất, biết mình muốn cái gì nhất. Theo quy tắc, giữa các ca sĩ có thể đổi số thứ tự của mình với người khác, mỗi người chỉ được đổi một lần, muốn đổi không? Tôi sao cũng được, chúng tôi cũng tùy ý. Tiểu Lăng, theo kế hoạch chúng ta cùng đội, nếu thứ tự tôi trước cô chỉ có thể gia nhập đội tôi lựa chọn, vậy thì độ khó khá cao, hay là chúng ta đổi đi, cô lên sau sớm. Hay là chúng ta đổi đi, cô lên sân khấu trước, đến lúc nào đó cô chọn đội nào tôi cũng gia nhập. Không cần, tôi có thể làm được. Tiểu Lăng, dù sao em cũng là người mới. Anh đừng xem thường người khác đó được không? Tôi cũng là người phụ nữ sẽ làm thiên hậu. Ha ha ha. Ngoan, đừng làm loạn, được được được. Cô sẽ là người phụ nữ làm thiên hậu. Được rồi, vậy em lên trước, sau này có thể về chung đỡ với anh không? Là nhờ vào cố gắng của em đó. Được rồi, sắp bắt đầu tuyển chọn rồi. Về phòng sửa soạn một chút, em gái Tiểu Lăng cố lên. Ban đầu mình cũng là siêu cấp thiên hậu. Tại sao mình nói thật, không ai chịu tin mình? Ngày đầu tiên tuyển chọn chỉ đến số thứ tự số 10, chị Lâm Lan có mở đầu tốt, đến được mình có lẽ phải chờ vài ngày nữa. Diệp tiểu thư, thiếu gia bảo tôi mang ít đồ đến cho cô. Được, vào đi. Boss tặng tôi, cái gì vậy?
cô có thể tự xem. Nếu không có chuyện gì khác, tôi cáo từ trước. À, vất vả rồi. Mình luôn cảm thấy cô ta không thích mình. Bỏ đi, giữa người và người phải nói đến duyên phận. Nếu không hợp cũng không cần cưỡng cầu. Đây là... toàn là quần áo. Hơn nữa còn là hai nhãn hiệu mình yêu thích nhất. Tiểu Lăng, Lê Lôi, cảm ơn quần áo anh tặng, nhưng sau này đừng tặng em những món quà đắt tiền như vậy nữa. Đây thì tính là cái gì? Tiểu Lăng, em là bạn gái anh, chỉ cần là đồ em thích, anh đều mua cho em. Đồ em thích? Em quên rồi sao? Tiểu Lăng, lúc em vừa debut, chị Mạch Na từng hỏi em thích nhãn hiệu nào. Em nêu ra hai nhãn hiệu này. Lúc đó Đàm Anh cũng ở đó, sau đó cậu ta nói cho anh. Anh bảo tôi được để ý một chút. Hai nhãn hiệu thủ công châu Âu này để anh còn chưa... để anh còn chưa nghe đến tên. Tiểu Lăng, sao em lại biết hai nhãn hiệu này? Ngay cả anh cũng không rõ, em biết được từ đâu? Ngay rồi, hai nhãn hiệu kiếp trước thích nhất, đúng không phải là nhãn hiệu ngôi sao nhỏ như mình có thể biết được. Không phải chị Mạch Na cũng biết sao? Lúc đó em vừa nói chị ấy liền biết rồi, còn nói với em quá đắt đừng hòng mặt. Vậy sao? Sau này không cần suy nghĩ có đắt hay không, vốn mặt liền mặt công ty phê chuẩn rồi. Tiểu Lăng vẫn không nói làm sao cô ấy biết được hai nhãn hiệu này. Hai nhãn hiệu này đều là nhãn hiệu lúc còn sống Hạ Lăng thích mặc nhất. Thật sự là trùng hợp. Tử Hoành, anh xem, anh xem. Em mặc váy mới anh tặng rồi, đẹp không? Ừ, đẹp. Tiểu Lăng, nhớ lấy, sau này không được hôn anh trước mặt người khác thế này. Phải chú ý hình tượng. Sợ cái gì, em thích anh, không thèm quan tâm đến những chuyện đó. Không phải em muốn trở thành thiên hậu đẳng cấp thế giới sao? Nếu quá thân mật với anh ở nơi công cộng truyền ra scandal gì đó. Tiểu Lăng, đối tượng là anh, người nhận nuôi em, ông chủ của em. Đám phóng viên đó lời khó nghe gì cũng có thể viết ra, như vậy sẽ hủy ước định giữa chúng ta. Được, kim nhường thì kim nhường, anh không được thay lòng. Anh sẽ không thay lòng. Móc méo. Tiểu Lăng, con bướm đẹp nhất của anh. Ngày tuyển chọn thứ ba, nơi tổ chức nhạc hội Tinh Vân. Tiểu Lăng, đây không phải là nhãn hiệu trước đây em từng nhắc đến với chị sao? Hạ Lăng cũng rất thích nhãn hiệu này, em không những hát giống cô ấy, gu cũng rất giống. Boss tặng tùy tiện mặc thôi. Boss đúng là coi tiền như rác, chỉ có cậu ta mới vui vẻ trả tiền cho em, phải biết trân trọng. Nhưng mà chuyện yêu đương giữa em và boss phải giữ bí mật biết không? Nếu không, những phóng viên đó lời khó nghe thì cũng có thể viết ra, con đường nghệ sĩ của em sẽ bị hủy hại. Ừ, em sẽ chú ý. Em đi chuẩn bị một lát. Giữ bí mật, che giấu quan hệ trước đây, mình cũng đã từng nghe thấy mấy lời này. Mình tự cố gắng che giấu quan hệ đó như vậy, cuối cùng vẫn bị thương tích đầy mình. Nếu như là Lệ Lô thì sao? Nếu chuyện tình giữa mình và anh ấy bị bại lộ, anh ấy thực sự sẽ không quan tâm như lời hứa trước đây sao? Thật sự không để ý việc mình chỉ là một cô gái bình thường, không quyền không thế sao? Hơn nữa, quá khứ mình tồi tệ như vậy, mình còn xứng với anh ấy sao? Anh ấy rồi sẽ có một ngày ghét bỏ mình sao? Tiểu Lăng, sắc mặt em sao lại kém như vậy? Không có gì, chắc là mấy ngày nay vừa phải chạy show vừa phải chuẩn bị cho nhạc hội Tinh Vân nên quá mệt rồi. Nếu không thoải mái thì chị đưa em về sớm nghỉ ngơi. Hôm nay ngủ sớm một chút, hai ngày nữa nhạc hội Tinh Vân đến, lượt em ra sân rồi. Ừ. Nghe Tô Đường nói Lệ Lôi đang bận rộn ở nước ngoài, không dứt ra được. Nếu anh ấy còn ở đây thì vậy thì tốt quá. Lệ Lôi. Tiểu Lăng, đang làm gì vậy? Hôm nay có ăn ngoan ngoãn ăn cơm không? Tiểu Lăng. Lệ Lôi, có khi nào sẽ có một ngày anh không thích em nữa không? Nghĩ vậy, bạ gì vậy? Đồ ngốc, sao anh có thể không thích em? Chúng ta đã nói rồi, phải bên nhau vĩnh viễn suốt cả đời. Mấy lời đó đều là lừa người. Đều là lừa người. Em sao thế? Có chỗ nào còn thoải mái sao? Hay là hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Không sao. Tiểu Lăng, cho dù xảy ra chuyện gì anh đều sẽ ở bên em. Em là nửa kia anh muốn ở bên cả đời. Chúng ta là một, biết không?
Lệ đôi, có anh ở đây thật tốt. Ấm áp quá, giống như đang ở trong lòng Lệ Lôi. Hơi thở của Lệ Lôi khiến người ta yên tâm. Đợi đã, hơi thở của Lệ Lôi. Hả? Thật sự ở đây? Chào buổi sáng, em yêu. Chào buổi sáng, em yêu. Lẽ nào em đang nằm mơ? Không phải Tô Đường á, anh đang bận rộn với nước ngoài không dứt ra được sao? Đâu đâu đâu. Đồ ngốc, hôm qua em bất an trong điện thoại như vậy sao anh có thể yên tâm? Nhớ em rồi nên về thăm em. Sao lại trở nên tiều tụy như vậy, ốm đi rồi? Không phải chuyện lớn gì. Tiểu Lăng. Tiểu Lăng. Đừng, đừng mà. Tiểu Lăng. Đừng qua đây. Tại sao? Mình biết không nên đẩy anh ấy ra, nhưng mà mình không thể khống chế, mình không cách nào không sợ hãi. Xin lỗi, Lệ Lôi. Người sai là em, không phải là anh. Đáng sợ quá. Tiểu Lăng, em muốn chạy. Không thể, thân thể em sẽ nghịch vĩnh viễn ghi nhớ anh. Vĩnh viễn chỉ có một mình anh. Tiểu Lăng. Nếu em không đồng ý, anh sẽ không miễn cưỡng em. Chúng ta phải ở bên nhau cả đời, anh sẽ luôn đợi. Tôi là Diệp Tinh Lăng. Tôi là Diệp Tinh Lăng. Cho nên, tha cho tôi đi. Anh đi đây, khoảng thời gian này có thể sẽ không về nước được. Chăm sóc tốt bản thân, nhớ anh thì gọi điện thoại. Tiểu Lăng, gần đây sao em luôn mất hồn mất vía, trạng thái kém như vậy? Sao đến lượt em rồi? Em sẽ điều chỉnh. Để nào là bị đến tháng? Cả nhà cậu đều đến tháng. Bây giờ đã tạo cho Tiểu Lăng điều kiện và cơ hội tốt nhất rồi, nhưng trạng thái của ấy bây giờ chỉ có thể mặc cho số phận. Nhất định đừng xảy ra vấn đề quá lớn. Đến đây người đẹp Lạc Lạc, đừng xấu hổ cho anh sợ một chút. Lạc Lạc. Buông tôi ra, Triệu Tổng, tôi không phải loại người như anh nghĩ. Không phải, đừng giả vờ. Không phải cô bảo Hạ Vũ giúp cô tìm lối dựa sao? Hạ Vũ nói với tôi rồi, cô yên tâm, hầu hạ tôi cho tốt, nhạc hội Tinh Vân này đảm bảo sự nổi tiếng của cô tăng cao. Buông cô ấy ra. Anh làm gì vậy? Cô thì đã cách xa gì, lo chuyển vào đâu. Cút, nếu không tôi sẽ gọi người. Hai con khốn, chúng mày đợi đó, tốt nhất đừng rơi vào tay tao. Tiểu Lăng, tôi sợ quá, mày mà cậu đến rồi. Không sao. Vừa nãy người đó nhắc đến Hạ Vũ. Trước đây lúc mình và Lạc Lạc bắt chuyện ở phòng hóa trang, Hạ Vũ quán thật trợn mắt nhìn cô ấy. Lẽ nào là vì mình Lạc Lạc mới bị liên lụy sao? Người vừa nãy ức hiếp cậu là ai? Anh ta là Triệu Tổng, người phụ trách hồi sinh sau vòng tuyển chọn. Lát nữa sau khi có kết quả tuyển chọn vòng cuối, có lẽ sẽ có khoảng 20 mấy người tiến hành tranh vé hồi sinh, trình tự lên sân khấu và tiết mục đều do hắn sắp xếp. Vậy cậu thông qua tuyển chọn chưa? Lạc Lạc, cậu không phải đó chứ? Cậu là người cuối cùng lên sân khấu tuyển chọn, nên có thể sẽ bị trực tiếp để vào vòng tranh vé hồi sinh. Chị Hạ Vũ thật quá đáng, chị ta lấy số thứ tự trên tay tớ đi rồi. Hôm qua lên sân khấu thông qua tuyển chọn lại đưa số thứ tự xấu nhất cho tớ, còn tìm Triệu Tổng hại tớ. Lạc Lạc bị Hạ Vũ nhìn trúng rồi, một khi cô ấy rớt tuyển chọn, sẽ bị dùng quy tắc ngầm. Không, tuyệt đối không để Lạc Lạc tiến vào vòng hồi sinh. Vốn vòng hồi sinh vô cùng nguy hiểm,
khỏi nói đến chuyện Triệu tổng đó đối với cô ấy như hổ rình mồi. Này Vương Quân, sao cậu lại lên sân khấu trước tôi? Tôi nhớ số thứ tự của cậu là 53, số 43 không phải là của Diệp Tinh Lăng sao? Tôi đúng là may mắn, Diệp Tinh Lăng nhất định đòi đổi số thứ tự thứ hai từ dưới ném lên của tôi. Bây giờ tôi không cần lo lắng vào vòng hồi sinh nữa, Diệp Tinh Lăng đó chắc không phải là đồ ngốc đó chứ. Ha 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 ha. Diệp Tinh Lăng, em điên rồi! Tại sao đổi số thứ tự của bản thân thành số 2 từ dưới ném lên? Em đổi số thứ tự tốt như vậy cho một người thuộc công ty giải trí buôn mã, em muốn vào vòng hồi sinh sao? Tiểu Lăng đổi số thứ tự của bản thân thành áp chót rồi. Xin lỗi chị Mạch nè, mọi người, là tôi tự mình hành động. Điều tại mình hại Tiểu Lăng rơi vào bước đường này. Em rốt cuộc phát bệnh thần kinh cái gì vậy? Em không suy xét đến đám người thiên nghệ này sao? Không phải như vậy, Tiểu Lăng là vì tôi. Tiểu Lăng, cậu việc tốt có đúng không? Cho nên cậu mới tìm Vương Quân đổi số thứ tự vì bảo vệ người lên sân khấu sau cùng là tốt đúng không? Cô là lạc lạc của đế hoàng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu Lăng làm như vậy đều vì công thể, để em bị ức hiếp, vừa nãy ở hành lang. Thì ra là vậy. Tôi nhớ cô đổi số thứ tự cuối cùng của Hạ Vũ đi, lúc đó phóng viên còn viết chị em hai người tình thâm. Hay cho chị em tình thâm, hy sinh vì Hạ Vũ sau đó đến lừa Tiểu Lăng. Không phải vậy đâu, tôi và Tiểu Lăng mới là chị em tốt, sao tôi có thể đưa số thứ tự tốt như vậy cho một người ngoài đến lừa Hạ Lăng? Lạc lạc, cô nói ai là người ngoài? Làm rõ thân phận của bản thân cô, thân là nghệ sĩ của đế hoàng, vậy mà lại nói đàn chị của đế hoàng là người ngoài, nghệ sĩ của công ty đối thủ là chị em tốt. Tôi... Đừng đứng trước mặt tôi dạy dỗ người khác. Sở Thâm, uổng công người trong nghề gọi anh là người quản lý vàng, còn không từ thủ đàn ép một nghệ sĩ mới, bắt cô ấy đem số thứ tự tốt của bản thân đưa cho nghệ sĩ anh dẫn dắt, anh không cần thể diện nữa sao? Thể diện? Cô Diệp, cô trái lại rất có thể diện, cho nên mới ngốc nghếch không quan tâm đến sự vất vả và cố gắng của nhiều người thiên nghệ như vậy, chủ động đổi số thứ tự đúng không? Đế hoàng chúng tôi không giống vậy, nghệ sĩ đều nghe lời, phục tùng điều phối hợp của chấp, phục tùng điều phối của cấp trên. Cho nên các người liền hy sinh lạc lạc. Hy sinh? Chỉ là cho người mới cơ hội rèn luyện mà thôi. Rèn luyện các ông nội cậu. Diệp Tinh Lăng không ngờ cô cũng có ngày hôm nay, người cuối cùng lên sân khấu chỉ có thể ngoan ngoãn vào học vòng hồi sinh mà thôi. Cô đúng là một người chị em tốt trượng nghĩa, không ngờ vì hãm hại lạc lạc, dựng lên mặt Triệu tổng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ha ha ha, Diệp Tinh Lăng đi chết đi. Chá 131. Ha ha ha, cô ấy buồn cười quá đi, cô ấy chọn bài hát gì vậy? Tiểu Lăng đang làm gì? Cô ấy thay đổi bài hát từ khi nào? Tuyển chọn bây giờ chỉ còn lại 2 suất, cô ấy muốn triệt để từ bỏ sao? Xem ra Tiểu Lăng thật lòng muốn nhượng chọn loại bài hát phổ nhạc từ thơ kém đến mức độ này, hơn nữa còn không hợp với phong cách của ấy chút nào. Tiểu Lăng, 2 suất cuối cùng chỉ còn lại đồ Trương Nhã Thiên, Trương Nhã Nhiên và Phượng Côn. Theo quy tắc, Phượng Côn sẽ không chọn tớ. Sống như một con vịt con, kẹt. Cậu có phải không muốn tớ mất đi cơ hội nên muốn hy sinh bản thân không? Tốt nhất lát nữa cô ta có thể cho chúng ta một lời giải thích hợp lý, nếu không tôi sẽ kiến nghị công ty Lăng Xê người khác. Tôi hiểu, nếu lần này Tiểu Lăng lại tùy ý làm bậy, tôi sẽ kiến nghị công ty phân chia lại tài nguyên, chia cho người có thể đạt được thành tích cao hơn. Ở thiên nghệ có quy tắc đanh thép chính là không thiên vị, vì tình riêng, cho dù là lễ lôi, trước giờ vẫn luôn tuân thủ. Tiểu Lăng có lẽ sẽ án trách, nhưng lần này chỉ nhất định phải đứng về bên thiên nghệ. Diệp Tinh Lăng đang chọn làm gì vậy? Tại sao lại chọn bài hát này, phẩm vị này? Hay, thật đáng tiếc thì ra cô ta lại kém cỏi như vậy. Không đúng, rõ ràng còn 2 suất nữa, tại sao Diệp Tinh Lăng lại không tranh thủ vào đội Phượng Côn? Diệp Tinh Lăng không muốn dính nếu đến đế hoàng như vậy sao? Cho dù là Phượng Côn nổi danh có nhiều mối quan hệ trong làng giải trí. Diệp Tinh Lăng hát thế này, Vệ Thiều Âm hát kém thế này, Vệ Thiều Âm cũng xen người lại.
Nghe nói nhạc họ Tinh Vân có một quy tắc bất thịnh văn, khi nhà chế tác gặp nghệ sĩ công ty mình cho dù còn xuất hay không, có thể chọn hay không đều phải sang người cổ vũ, chứng minh nghệ sĩ nhà mình là tuyệt nhất. Tiểu Lăng, cô rốt cuộc bị bệnh gì vậy? Mặt mũi Thiên Nghệ đều bị cô làm mất sạch rồi. Tiếp tục thế này có nhà chế tác nào muốn nhận cô vào đội? Phượng Cung! Phượng Cung! Vậy mà lại sai người bị Diệp Tinh Lăng! Lúc mình lên sân khấu, Phượng Cung cũng không sai người bị nghệ sĩ cùng công ty. Nhưng mình hại mình bị mọi người chế giễu. Đáng ghét, Diệp Tinh Lăng hát tệ như vậy dựa vào cái gì được Phượng Cung thừa nhận? Bài hát này của Diệp Tinh Lăng đúng là hát đặc biệt quá. Có một điểm chúng tôi rất hiếu kỳ, vệ trừ âm ủng hộ nghệ sĩ nhà mình, sai người là bình thường. Vậy Phượng Côn thì sao? Tại sao sau khi nghe được một nửa cũng sai người? Anh cảm thấy bài hát này của Diệp Tinh Lăng rất tốt sao? Thật ra bài hát này khiến tôi rất thất vọng. Thất vọng cũng sai người? Đúng vậy, hát thế này sao có thể không thất vọng? Tiểu Lăng nhà tôi không đến được anh đánh giá thất vọng hay không? Đúng vậy, giọng hát của Diệp Tinh Lăng thật ra rất tốt. Cô ấy có thể hát những bài hát phức tạp sâu sắc mà rất nhiều ca sĩ khác không hát được. Không biết tại sao Thiên Nghệ lại thay cô ấy chọn bài này, uổng phí một ca sĩ có thiên phú tốt thế này. Ai chọn cho cô ta bài này? Đáng ghét, mình chỉ có thể gánh cái họa này. Cho nên Diệp Tinh Lăng, tôi hy vọng cô có thể vào đội tôi sẽ thay cô sáng tác ra bài hát thích hợp với cô nhất. Cảm ơn anh, Phượng. Trên thực tế tôi hoàn toàn không cảm thấy bài hát này là uổng phí. Bài hát này rất dễ thương, tuy không cần nhiều quá nhiều kỹ xảo. Nhưng đối với âm nhạc mà nói, kỹ xảo chỉ là cái thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là tâm nguyện ban đầu, có đúng không? Vào đội tôi sẽ tôn trọng tâm nguyện ban đầu của cô. Không, cảm ơn anh Phượng đã chọn tôi, nhưng mà tôi không thể vào đội anh không phải là lựa chọn của tôi. Tôi có thể hỏi tại sao không? Anh Phượng, tôi nhớ anh từng nói tôi hát giống thiên hậu Hạ Lan đã qua đời. Nhưng tự tôi cảm thấy hoàn toàn không giống anh Phượng. Hôm đó tôi đã nói với anh có thể trở thành Hạ Lan thứ hai là ước mơ của rất nhiều người. Nhưng mà đây hoàn toàn không phải là ước mơ của tôi. Đây là lý do tôi từ chối. Ca sĩ mới ra mắt này sao dám nói ra những lời như vậy? Cô ta lo lắng nhà chế tác chuyên dụng của Hạ Lan biến cô ta thành Hạ Lan thứ hai. Còn ngang nhiên khiêu khích thiên hậu Hạ Lan, Phượng Côn nói cô ta giống Hạ Lan, cô ta nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Vậy mà lại bất mãn như vậy có ý gì? Cô ta thực sự cho mình là nhân vật lớn sao? Đây là cách gây cười gì sao? Tiểu Lăng đang sở tính khí gì vậy? Từ chối Phượng Côn còn đắc tội một đống fan của thiên hậu, có cái gì tốt? Chị Mạch Na bình tĩnh. Diệp Tinh Lăng, cô phải nghĩ kỹ, trừ vệ triều âm chỉ có một mình Phượng Côn sai người vì cô. Nếu cô từ chối ra ngập đội anh ấy thì sẽ bị đào thải đi tham gia vòng hồi sinh. Tôi lựa chọn tham gia vòng hồi sinh. Diệp Tinh Lăng này cũng quá khoa trương rồi đó. Cô ta từ chối Phượng Côn, nhà chế tác tốt nhất trong nghề mà cô ta cũng chỉ là một người mới. Phượng Côn, Diệp Tinh Lăng dứt khoát từ chối ra nhập đội anh. Bây giờ anh có cảm giác gì? Nói thật có chút đả kích. Nhưng mà cũng có thể hiểu bất kỳ nghệ sĩ chân chính cứng cỏi, có mục tiêu theo đuổi nào, đều không hy vọng bản thân bị xem là bản sao của ai đó. Diệp Tinh Lăng, tôi xin lỗi cô vì lời nói trước đây của tôi. Vậy có phải cô có thể suy xét lại gia nhập đội của tôi không? Trong giới đều nói Phượng Cung làm việc hoàn mỹ, không chút sơ hở nào. Bây giờ anh ta đều đặn dứt mọi lý do từ chối của mình rồi. Làm sao đây? Từ chối nữa thực sự hoàn toàn không hợp lẽ thường. Nếu Phượng Côn có thành ý như vậy, Tiểu Lăng cô đồng ý đi. À vậy đại ca, anh là thần trợ công của đồng đội heo sao? Như vậy mà cứ như vậy gia nhập đội của Phượng Côn rồi. Dù sao, đồng thời phản kháng ý kiến của hai nhà chế tác hàng đầu trong giới, thật sự quá không thức thời, cũng quá trái lẽ thường. Em phát bệnh thần kinh gì vậy? Không thích Phượng Côn đến vậy sao? Xin lỗi các vị, lần này sợ là mọi người thật sự phải đổi người nâng đỡ rồi. Bị chia vào đội Phượng Côn, tôi không chắc sẽ phát huy rất tốt. Tại sao? Tiểu Lăng cô thực sự có thù với Phượng Côn?
Chuyện trước đây của tôi và Hạ Vũ làm lớn như vậy, hơn nữa Phượng Côn Thân là nhà chế tác riêng của chị gái Hạ Vũ. Sao có thể lương thiện với tôi, cho nên tôi muốn né tránh đội anh ta, chỉ là muốn tự bảo vệ. Cũng chỉ có thể giải thích thế này. Tiểu Lăng lo lắng Phượng Côn kéo quái vào đội để báo thù. Có lẽ, nhiều khả năng là để né tránh bất cứ tiếp xúc nào với Bùi Tử Hoành của đế hoàng. Thật sự xin lỗi mọi người. Anh nghe chị Mạch Na báo cáo rồi, quan trọng không? Anh có thể ra lệnh cho bọn họ tiếp tục nâng đỡ em. Không phải nó nội bộ thiên nghệ của quy tắc, công tư phân minh, không có vết đen sao? Vậy còn phải xem là đối vai. Không cần đâu, em không muốn có quyền lợi đặc biệt. Chị Mạch Na, Lục Đạo và Lãnh Huy cũng rất không dễ dàng. Kiếp trước, mình hưởng thụ quá nhiều quyền lợi đặc biệt, cuối cùng sậu đổ bìm leo, mình mới biết bản thân bị mọi người ghét đến mức nào. Nay ở thiên nghệ biệt, chị Mạch Na và mọi người đều giống như bạn mình không muốn loại chuyện này xảy ra lần nữa. Vậy được rồi, em chăm sóc tốt bản thân, cố gắng thi đấu, chỉ cần là lúc em xuất hiện anh đều xem phát sóng trực tiếp. Được. Ngủ ngon, Tiểu Lăng. Ừ, ngủ ngon. Những ngày tiếp theo mọi người phải hợp tác với nhau rồi. Hy vọng mọi người có thể đồng tâm hợp lực, giành được thắng lợi trong nhạc hội Tinh Vân. Có anh Phượng Côn lãnh đạo, thêm Thiên Vương Trịnh Thần Hạo của đế hoàng, chúng ta lấy giải quán quân chắc không vấn đề đâu. Trừ khi biểu hiện cho tốt đừng làm vướng chân. Có tôi ở đây, đội của chúng ta có thể giành thắng lợi. Ha, Trịnh Thần Hạo. Chị Hạ, nữ thần, tiểu đệ có vài hợp đồng rất tốt, chị xem thử đi, nhất định hợp ý chị. Hạ Lăng, kệ bản thân được ông chủ yêu thương cũng quá xem thường người khác rồi đó. Cướp bao nhiêu hợp đồng của tôi, phong sát rồi thì tốt. Trịnh Thần Hạo này vẫn có dáng vẻ như cũ, trước mặt mình nói thế này, sau lưng lại nói thế kia, mình vẫn còn nhớ rõ. Ha! Ca sĩ nhỏ này, vậy mà dám phớt lờ tôi. Diệp Tinh Lăng cô có thái độ gì? Anh Thần Hạo là người, ta là Thiên Vương. Thiên Vương thì ghê gớm lắm sao? Sợ tôi làm vướng chân thì đừng kéo tôi vào đội. Đúng rồi. Hay là anh đá tôi ra, tôi đến phòng phục sinh. Tính khí của nhóc này rất nóng, cũng không biết ở thiên nghệ làm sao chung sống với A Vệ tính khí cũng nóng như vậy. Nhưng mà đúng là có chút hoài niệm, từ khi Hạ Lăng qua đời không mới thấy ai to gan thế này. Bớt giận, Thận Hảo không có ác ý, nếu đến rồi thì mọi người hợp tác cho tốt. Đều là người cùng đội, bớt nói mấy câu. Đáng ghét, cáo giả Phượng Côn để chặn đứt lời của mình. Thật sự trùng hợp thế này sao? Lúc họp mình đặc biệt bảo mỗi vị trí viết ca khúc sở trường của bản thân. Ca khúc đầu tiên Diệp Tinh Lăng viết chính là ca khúc lúc còn sống Hạ Lăng thích nhất. Hơn nữa nét chữ quen thuộc này sống y như nét chữ trên bản thảo của Hạ Lăng lúc còn sống. Trước đây thợ giám định đã xác nhận nét chữ viết tay của Diệp Tinh Lăng và Hạ Lăng hoàn toàn trùng khớp, được viết từ một người. Nếu ngay cả lần này nét chữ cũng hoàn toàn tương đồng, trên thế giới này thực sự tồn tại hai người hoàn toàn giống nhau. Không những nói chuyện hành động, ngay cả nét chữ cũng giống y như nhau. Hay là bọn họ vốn là cùng một người? Chuyển thế, luân hồi, sao? Lão Trần à, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp tôi điều tra một ca sĩ tên là Diệp Tinh Lăng một năm trước. Không, bản thảo viết tay của cô ấy hai năm trước, bất kể là gì, bài tập, ca khúc, chữ ký đều mang đến cho tôi càng nhiều càng tốt. Được, phân loại đấu khác nhóm nhỏ bạn chọn tôi hát của nhạc hội Tinh Vân, chúng ta đã đi vào bước tiến hành. Mời ca sĩ tiếp theo. Diệp Tinh Lăng. Lần này tổ đối mặt sẽ chọn ra bài hát nào nhỉ? Xin chào, Diệp Tinh Lăng, tôi muốn mời cô hát ca khúc Bướm Trong Lòng. Lần trước mình nghe lén Phượng Côn gọi điện thoại nói Diệp Tinh Lăng gần đây vẫn luôn khổ luyện ca khúc trên danh sách, bài hát duy nhất hát không tốt. Chính là Bướm Trong Lòng. Cái gì? Đây là bài hát khó nhất trong tất cả các ca khúc, các người đúng là làm khó người khác. Một Tiểu Hy bước lên nói muốn cô ấy hát Bướm Trong Lòng, quá độc ác rồi đó. Nhiều người hát lại di tác của Hạ Lăng đều thất bại. Tôi thấy Diệp Tinh rất khó để hiện được. Tiểu Lăng cố lên, trước đây cô hát bài Hải Yêu hay như vậy, cô nhất định làm được. Bài hát này tôi không dám không tôn trọng, có thể đổi bài khác không? Bướm Trong Lòng mình hát không được, bài hát này quá đẫm máu, quá đen tối.
quá đáng sợ. Đây không phải không tôn trọng là một cách kỷ niệm Hạ Lăng, Diệp Tinh Lăng không phải cô là fan của cô ấy sao? Cô làm chút chuyện cho thần tượng của bản thân không tốt sao? Hơn nữa nó cũng nằm trên danh sách. Quả thật nằm trên danh sách là Phượng Côn thêm vào. Mộc Tiểu Huy nói rất đúng, đây không phải là không tôn trọng. Ca khúc và vốn là để cho người khác hát, Diệp Tinh Lăng cô nói có đúng không? Nhưng mà nếu cô cho rằng bản thân hát không bằng thiên hậu đã qua đời, không thể nắm chắc thì cũng có thể tự động chọn quyền nhận thua. Tôi chưa từng cho rằng bản thân thua kém bất kỳ ai. Cho dù là thiên hậu đã khuất. Không hổ là Tiểu Lăng, Diệp Tinh Lăng tuyệt quá. Chật, phùng má xả người mập. Hù qua tùy tiện nói một câu mà cũng có thể kéo theo chủ đề. Diệp Tinh Lăng này đúng là ngôi sao mới hút người xem của bọn mình. Cô xem, mọi người đều rất mong chờ cô hát bài này. Không bằng cô hát cho chúng tôi nghe đi. Hơn nữa, điểm tích lũy hiện tại của cô không tính là lớn lắm. Tuy tạm đứng đầu trong số tất cả người mới, nhưng khoảng cách với Hạ Vũ xếp thứ hai lại rất nhỏ. Nếu cô nhận thua, xếp hạng của cô sẽ đứng sau Hạ Vũ. Cô có thể nhịn sao? Mọi người nói xem, có thể nhịn không? Không thể nhịn. Diệp Tinh Lăng. Bướm trong lòng. Diệp Tinh Lăng. Bướm trong lòng. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Được, tôi hát bướm trong lòng, có thể bắt đầu rồi. Kỹ xảo khúc dạo đầu này, Phượng Côn không hổ là nhà chế tác đỉnh cao trong giới. Âm nhạc quen thuộc quá, giống như gặp lại bạn cũ nhiều năm không gặp, dùng âm nhạc ấm áp để chào hỏi. Lâu rồi không gặp, bạn cũ. Nếu năm đó chúng ta chưa từng gặp nhau, kết cục có phải sẽ khác không? Giống như hoa diên vĩ bên đường, biến mất theo thời gian. Không phân biệt đó sự dịu dàng đó của anh, là sự thật hay là cảnh trong mơ. Tiểu Lăng cùng anh về nhà. Đây là Hạ Lăng, cô bé tôi nhận nuôi, hy vọng mọi người sẽ đối xử tốt với cô ấy. Bùi Tử Hoành, trước khi anh xuất hiện em không biết cái gì là nhà, cái gì là yêu, cái gì là ảo tưởng. Anh cho em bầu trời xanh thẳm. Trời lạnh rồi, đau mồ hôi phải chú ý giữ ấm. Tiểu Lăng, con bướm của anh. Hóa thân thành bướm, con bướm thuộc về anh. Hạ Lăng, Hạ Lăng, Hạ Lăng. Đây là đâu? Mình là Hạ Lăng hay là Diệp Tinh Lăng? Đây là kiếp trước hay kiếp này? Vì anh tỏa hào quang. Vì anh, chỉ vì một mình anh. Cho đến thời khắc đó trời long đất lở, anh xé rách ảo tưởng đẩy em vào vực sâu tàn khốc. Bùi Tử Hoành, người nắm quyền gia tộc, Bùi Thị đính hôn với Vương Tịnh Uyển. Thiên Kim Vương Thị, trùm kinh doanh du thuyền. Tiểu Lăng, chuyện này không liên quan đến em. Bùi Tử Hoành, ngón tay anh khẽ động, âm thầm bẻ gãy cánh em. Trước khi anh xuất hiện, em không biết cái gì là đố kỵ, cái gì là bi thương, cái gì là tuyệt vọng. Tại sao em độc chết Vương Tĩnh Uyển? Em không có. Bầu trời thủy tinh phá vỡ mộng tưởng. Tiểu Lăng, mọi niềm vui và nỗi buồn của em đều là do anh ban cho, mọi thứ của em đều thuộc về anh. Em muốn hận anh, quên đi anh, nhưng sinh mệnh em sớm đã tràn đầy dấu vết của anh, khảm vào gân cốt, hòa vào đáy lòng. Con bướm trong lòng. Con bướm không bay. Con bướm không thể bay, mạng nhện răng đầy, đôi cánh nhuốm máu, nguyện vọng tro tàn. Con bướm không thể bay, mạng nhện đang cầm tù. Đau quá, cho dù qua một kiếp vẫn đau như vậy. Không thể bay ra khỏi lòng. Chờ đợi cái chết. Hạ Lăng, cô xem cô.
thoát khỏi lớp da bị Bùi Tử Hoành bảo vệ trong lòng bàn tay, sao lại làm ra bản thân thành thế này? Diệp Tinh Lăng, hoa tuyệt quá! Diệp Tinh Lăng! Tiểu Lăng, sao cô còn khóc? Lau đi khó coi chết được, đừng để ngực đế hoàng xem trò cười. À, được rồi, sao còn khóc sống như con mít, giống như con nít vậy? Tiểu Lăng, Tiểu Lăng, cậu hát hay quá, giống y như Hạ Lăng hồi sinh. Phượng Côn, anh ấy nhất định đã phát hiện rồi. Mình và anh ấy làm chung 10 năm, anh ấy có nhắm mắt, sợ là cũng có thể nghe ra bài hát đó là mình đang hát. Lạc lạc, tớ mệt rồi. Đúng nhỉ, vừa nãy cậu hát nhập tâm như vậy nên nghỉ ngơi một lát cho khỏe. Đợi cậu nghỉ ngơi khỏe, tớ lại đến tìm cậu. Khuôn mặt này xấu thật. Khuôn mặt xấu thế này tại sao Bùi Tử Hoành còn theo đuổi mãi không buông? Bùi Tử Hoành, anh có biết em rất đau lòng không? Chị Tiểu Lăng, em giúp chị chỉnh lý một chút. Cảm ơn em, Vivi. Bùi Tử Hoành, tại sao anh ấy lại xuất hiện? Vết bẩn trên cái áo len cũ đó là kiếp trước lúc mình uống say làm bẩn, sao anh ấy còn mặc? Hơn nữa còn ở những nơi thế này. Anh Tử Hoành, sao anh lại đến đây? Anh đến đón em đúng không? Tốt quá rồi, đợi chương trình kết thúc em liền cùng anh. Cô là ai? Nói, cô là ai? Sao cô có thể hát nửa sau của bài Bướm Trong Lòng? Sao cô có thể hát nửa sau của bài Bướm Trong Lòng? Mình vậy mà lại quên mất kiếp trước trên buổi biểu diễn cuối cùng, mình chỉ hát nửa đầu của bài Bướm Trong Lòng liền bị người ta mưu sát. Vừa nãy lúc biểu diễn khơi ra quá nhiều nỗi lòng, mình vậy mà lại hát ra nửa sau chưa từng công bố cho mọi người biết của Bướm Trong Lòng. Nói, cô rốt cuộc là ai? Bùi Tử Hoành, anh bu tôi ra, tôi không phải ai cả. Mau bu tôi ra, đau quá. Ông chủ, anh bình tĩnh chút. Cô ấy là Diệp Tinh Lăng của Thiên Nghệ, không phải là người anh muốn. Sao cô có thể hát ra nữa vậy sao? Là tôi đưa bản nhạc cho cô ấy. Mình trước giờ chưa từng đưa bản nhạc cho bất cứ ai. Đây là bí mật lớn nhất chỉ có mình và Bùi Tử Hoành biết. Ông chủ, anh buông tay trước, bình tĩnh một chút. Diệp Tinh Lăng, không, người này chính là Tiểu Lăng. Lần này mình nhất định phải bảo vệ cô ấy. Tiểu Lăng! Đứng lại! Muốn chạy? Sao cô có thể chạy thoát? Sao cô dám hát ra bài hát đó? Cô là ai? Cô rốt cuộc là ai? Buông tôi ra! Tôi là Diệp Tinh Năng, tôi là người Thiên Nghệ. Thằng máy làm sao thế? Lẽ nào mình phải chết ở đây sao? Nhịp tim của Bùi Tử Hoành, còn có nhịp tim của mình, sắp kết thúc rồi. Trọng sinh chưa tới 2 năm đã phải chết cùng anh ta ở đây sao? Thang máy xảy ra sự cố, mau gọi xe cứu hộ. Tiểu nhân viên bảo trì sửa chữa mở cửa. Nhanh! Khắp nơi trên người, đau quá, giống như toàn bộ đều bị tách rồi. Mình còn sống sao? Bùi Tử Hoành.
Anh sao rồi? Anh có bị thương ở đâu không? Nói một câu đi. Không, anh ấy nhất định không sao. Anh ấy trước giờ ngang ngược như vậy sao có thể xảy ra chuyện? Đừng cử động lung tung. Đây là... anh ấy chảy máu rồi. Anh không sao chứ? Bùi Tử Hoành, anh rốt cuộc bị thương ở đâu anh? Bùi Tử Hoành cũng có thể chảy nước mắt. Mình cho rằng đã nhìn thấy mọi dáng vẻ của anh ấy, lại chưa từng nhìn thấy nước mắt của anh ấy. Bùi Tử Hoành, anh đang đau khổ vì cái gì? Vì ai? Cẩn thận, sự cố thang máy còn chưa loại trừ triệt để. Cẩn thận trước cửa, đừng sơ ý. Người bên trong không sao chứ, may mà dừng lại lầu 1 rồi. Nếu rơi xuống tầng hầm gửi xe trực tiếp chạm đất, thế nào cũng tan xương nát thịt. Đừng nói bậy, ngài Bùi Tử Hoành của đế hoàng cũng đang ở bên trong. Hai người không sao chứ, may mà thang máy dừng lại rồi, thân thể có cử động không? Thân thể có thể cử động không? Chúng ta phải tranh thủ thời gian ra khỏi thang máy trước. Đây không phải là Diệp Tinh Lan của Thiên Nghệ sao? Còn có ngài Bùi Tử Hoành của đế hoàng, sao hai người lại ôm nhau? Xin đừng chụp ảnh. Anh này, xin bỏ máy ảnh của anh xuống. Các người tránh ra một bên cho tôi, trước tiên xác nhận xem người có sao không đã. Là Lễ Lôi, ông chủ của Thiên Nghệ. Là ông chủ Lễ Lôi của Thiên Nghệ. Lễ Lôi không phải đang ở nước ngoài sao? Trở về từ lúc nào? Đừng chạm vào người của tôi. Tiểu Lăng, em và Bùi Tử Hoành rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao em lại khóc? Em nợ anh một lời giải thích. Em rốt cuộc thích cái gì của anh ta? Thích sự tàn khốc, thô bạo của anh ta hay là thích anh ta bao nuôi phụ nữ khắp nơi? Em... Diệp Tinh Lan, đừng quên bây giờ em đang là người phụ nữ của ai? Tính cách anh có tốt đến mức nào thì cũng có giới hạn. Lễ Lôi anh... Diệp Tinh Lan, em không được gặp hắn nữa. Anh đang hạn chế tự do của em sao? Không cho, xem em là cái gì? Bùi Tử Hoành, Bùi Tử Hoành quyết tâm tìm em làm sao né được? Vừa nãy ở phòng trang điểm, Bùi Tử Hoành từng bước ép em, lúc em không chạy được, anh đang ở đâu? Chuyện đến nước này, anh lại đến trách em. Diệp Tinh Lan, em thích hắn ta như vậy sao? Em ngốc sao? Hắn chỉ đang tìm vật thay thế cho tiên hậu Hạ Lăng đã chết. Có phải em rất tự hào bản thân rất giống Hạ Lăng không? Diệp Tinh Lan, anh nói cho em biết, Bùi Tử Hoành căn bản không yêu em, người hắn yêu chỉ là một người chết. Diệp Tinh Lan, em tỉnh lại đi. Mở cửa, cho em xuống xe. Diệp Tinh Lan. Lễ Lôi, em mệt rồi. Sao mình lại vội vã trở về? Mình có phải quá không hiểu phụ nữ rồi không? Mình rốt cuộc phải làm gì mới đúng? Alo, Tô Đường, ngủ rồi sao? Có vài chuyện muốn tìm cô nói chuyện. Đồng hồ đâu? Đồng hồ của nhà tài trợ biến mất rồi. Nếu là mất, làm sao mình đền nổi? Số lạ. Diệp Tinh Lan, giọng nói này là Bùi Tử Hoành. Cô đạp rơi một cái đồng hồ nữa ở chỗ tôi. Đại khái là hôm qua rơi trong thang máy. Tốt quá rồi, không mất cũng không cần đền tiền. Bùi Tử Hoành, vì anh trả nó cho tôi được không? Được. Hẹn thời gian đi Diệp Tinh Lan. Tôi hy vọng có thể gặp mặt cô trả nó. Không, tôi...
Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô không có ác ý. Nếu cô không đến lấy, vậy thì thôi. Không có ác ý? Trước đây anh làm nhiều chuyện tàn nhẫn với tôi như vậy, vậy mà kêu là không có ác ý? Tôi nói không có là không có. Chuyện Bùi Tử Hoành tôi hứa sẽ không nuốt lời. Nếu cô không muốn hẹn gặp ở đâu, thì vậy thì trung tâm thương mại Hoàng Vân đi. Quán cà phê ở lầu 3 không tồi, phòng lớn mở cửa nhiều người qua lại, cô không cần sợ tôi sẽ làm gì cô, 2 giờ chiều tôi đợi cô. Chưa từng nuốt lời. Chúng ta sẽ đợi đợi kiếp kiếp vĩnh viễn ở bên nhau. Lừa người. Diệp Tinh Lăng. Mày đến lấy về, thú thuộc về bản thân mày. Dựa vào cái gì mà do dự? Diệp Tinh Lăng, rất vui vì cô có thể tới. Mau lấy được đồng hồ rồi rời đi. Muốn uống gì không? Chanh. Không được, nước chanh là món kiếp trước mình thích. Thiếu chút nữa khiến Bùi Tử Hoành nghi ngờ rồi. Một ly cà phê mandarin, cảm ơn. Cô là ca sĩ phải trân trọng cổ họng, bình thường bớt uống cà phê thì tốt hơn. Bình thường mình quả thật vì trân trọng cổ họng nên không đụng đến thức uống có chất kích thích. Đây là thói quen có từ nhiều năm trước khi ở bên anh ấy. Cô uống không quen? Uống quen, vừa nãy quên bỏ được. Thử đi, mùi vị có thích hợp không? Mandarin của ngài, mùi vị ngọt thế này thật không biết sao các cô lại uống được. Diệp Tinh Lăng, đến Đế Hoàng có được không? Anh ta vẫn là ông chủ Đế Hoàng cao cao tại thượng, tràn đầy mưu đồ với mình. Mà mình chỉ là một nghệ sĩ nhỏ không vốn liếng, nhỏ nhặt không đáng kể. Tôi là người thiên nghệ, anh Bùi, rất xin lỗi. Cô thích gọi tôi là Bùi Tử Hoành. Tôi không cảm thấy quan hệ của chúng ta thân thiết như vậy. Diệp Tinh Lăng, chỉ cần cô chịu đến Đế Hoàng, thiên nghệ không thành vấn đề. Tiền vi phạm hợp đồng và mọi vấn đề liên quan tôi đều sẽ giúp cô xử lý. Chuyện cô cần làm chỉ là gật đầu. Tại sao? Tôi rất yêu thích cô. Đối dối, nếu thực sự yêu thích sao có thể bắt cóc, hạ độc căm mình. Không, tôi không yêu thích anh. Thứ anh yêu ít thích chỉ là ảo ảnh trong lòng anh. Có lẽ Hà Đăng cũng chỉ là ảo ảnh. Nếu không sao tôi biến thành dáng vẻ khác anh cũng có không nhận ra. Bùi Tử Hoành, anh từng thích ai chưa? Tôi chưa từng thích ai, nhưng có một người cô ấy là một phần trong cuộc đời tôi và cô rất sống với cô ấy. Không, cô ấy không phải, anh căn bản không biết. Cô ấy ở bên cạnh anh, lại bị anh xem là thế thân, đối đãi với cô ấy một cách tàn nhẫn thô bạo. Cảm ơn anh Bùi trả lại đồ cho tôi, anh Bùi tôi phải đi rồi. Tiểu Lăng. Lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh nghe thấy anh kêu em Tiểu Lăng, nhưng mà tình yêu của chúng ta đã chết rồi. Tiểu Lăng, em muốn đi đâu? Nhạc hội. Thời gian còn sớm, ăn bữa cơm rồi anh đưa em đi. Không cần, em còn hẹn nhà tạo hình, phải đi tạo hình trước sẽ rất lâu. Tạo hình, em không mặc đồ anh mua cho em sao? Em... Không phải không muốn mặc đồ anh mua cho em, mà là những bộ đồ đó là thương hiệu kiếp trước em thích nhất. Mà những bộ đó cũng là những bộ Bùi Tử Hoành thích. Em từng nói rất thích những bộ đồ này, sao lại không mặc? Tử Lăng, anh thích nhìn dáng vẻ em mặc nó. Nếu em thay những bộ đồ đó đi tham gia nhạc hội đêm nay, anh sẽ rất vui. Bình thường Lễ Lô không sống Bùi Tử Hoành, không bắt mình ăn mặc thành dáng vẻ anh ấy thích, cũng chưa từng can dự vào chuyện của mình. Hôm nay là lần đầu tiên. Em chỉ là đột nhiên không thích mấy bộ đồ đó nữa. Em nói dối. Tiểu Lăng, tại sao lại nói dối? Đúng,
Là em nói dối, Lệ Lôi, em thích mặc cái gì thì mặc, anh quản quá nhiều rồi đó. Lôi thiếu gia, anh đã làm đủ nhiều vì cô ta rồi. Em thực sự không biết thể tưởng tượng được ở bên người như anh thế này, một cô gái còn có thể yêu cầu cái gì. Hơn nữa, chỉ có lúc một cô gái không yêu một người đàn ông mới tỏ ra thờ ơ. Tiểu Lăng, em thực sự xem anh là bạn trai sao? Có phải vì Bùi? Không phải! Anh đừng có chuyện gì cũng lôi người khác vào. Đi! Không phải anh muốn em mặc bộ đồ anh mua sao? Bây giờ chúng ta đi mua. Bộ này cũng có bộ này. Không cần. Những bộ khác toàn bộ gói lại hết. Trả tiền tìm vị đại kim chủ bên cạnh tôi. Đều gói lại hết đi. Được, hai vị đợi một lát. Cảm ơn quý khách. Tiếp tục đi, không cần tiết kiệm tiền cho anh. Em nói anh là đại kim chủ mà. Lệ Lôi, là anh nói đó, anh đừng hối hận. Mình rốt cuộc đang làm cái gì? Làm loạn xong rồi, Diệp Tinh Lăng, mấy bộ đồ em chọn em căn bản không để tâm. Em thà làm loạn thế này cũng không mặc những bộ đồ anh chọn cho em đến nhạc hội, tại sao? Lệ Lôi, anh đủ rồi, anh muốn em trả lời anh thế nào? Muốn em khóc lóc nhận sai với anh sao? Hay là anh muốn lấy được chứng cứ trong tim em có người khác, sau đó liền có thể? Anh chưa từng nói trong tim em có người khác, tự em cho rằng như vậy. Diệp Tinh Lăng, thật sự là Diệp Tinh Lăng. Tiểu Lăng, tôi là fan của cô, cho tôi xin chữ ký đi. Tiểu Lăng, có thể nắm tay cô không? Không hay rồi, mình quên ngụy trang rồi. Qua là người thật, vui quá, chụp ảnh chung với tôi đi, xin cô đó. Phiền mọi người tránh ra một chút, tôi có chuyện gấp. Giọng nói của người thật cũng rất dễ nghe. Vừa nãy đã làm đỡ quá nhiều thời gian ở trung tâm thương mại rồi, nếu cậu không đi, tạo hình sẽ không kịp đến nhạc hội. Tiểu Lăng, lộ mặt ra thêm một chút, nhìn bên này. Xin đừng chạm vào tôi. Tiểu Lăng, đừng đi. Cảm ơn anh đã giải vây giúp em. Lôi thiếu gia, anh có biết không? Chỉ khi một cô gái muốn vạch rõ ranh giới với một người đàn ông mới không để ý anh ấy có tặng quà hay không, có đi cùng cô ấy hay không. Thậm chí còn cách sáo xa lạ nói cảm ơn, cho dù làm cái gì cũng không tìm anh ấy giúp đỡ, bởi vì cô ấy căn bản không tiếp nhận anh ấy vào cuộc đời của bản thân. Chỉ có người chuẩn bị thoát ra bất cứ lúc nào mới không muốn tiến quá sâu. Bên trong đều là người của Thiên Nghệ, anh còn không đi là có ý gì? Em rất sợ người khác phát hiện quan hệ của chúng ta đúng không? Là Boss và Diệp Tinh Lăng. Tiểu Lăng, em đi theo chị. Boss, có thể chiếm dụng vài phút của cậu không? Tôi có chuyện muốn báo cáo. Tự xem đi. Hai người bị bọn chó săn nhìn trúng rồi. Lúc hẹn hò không biết chú ý chút sao? Diệp Tinh Lăng, huấn luyện chống lại bọn theo đuôi của em đều vô dụng sao? Còn nữa Lệ Lôi, rõ ràng cậu biết bạn gái là nghệ sĩ, còn không biết bảo vệ một chút. Bây giờ phải làm thế nào? Mọi kế hoạch quan hệ công chúng đều phải làm lại. Nội tình không thể nói cho người khác. Của việc Thiên Nghệ ra sức lăng xê Diệp Tinh Lăng. Nếu chúng ta ứng phó không kịp thời, danh tiếng Tiểu Lăng ôm đùa nhà giàu trèo lên cao là bị xem là thật thì không tốt. Vậy thì công khai quan hệ của chúng tôi với phóng viên, làm bạn gái đường đường chính chính của tôi. Không. Tại sao? Em sợ ai biết? Diệp Tinh Lăng, anh có thể khoan dung mọi chuyện em làm, nhưng không bao giờ gồm những chuyện em cắm sừng anh. Em... Bỏ đi, giải thích có tác dụng gì? Kiếp trước mình giải thích cổ ích sao? Tiểu Lăng, sao cậu có thể nói Tiểu Lăng như vậy? Tính nóng nảy của cô ấy cậu không biết sao? Cậu bắt sang tại trường rồi hay là sao? Cô ấy trừ theo cậu ra còn có thể theo ai?
Thiếu gia Diệp Tiểu Thư và Bùi tiên sinh gặp mặt rồi, ngài có biết không? Đây là hình ảnh. Hình ảnh Tô Đường gửi cho cậu, cô ta thích cậu có biết không? Tô Đường theo tôi mười mấy năm, sẽ không làm ra chuyện công tư bất minh. Hơn nữa, những tấm hình này không phải là giả. Nếu cậu không tin cô ấy thì nhân lúc còn sớm chia tay đi, đi mà kết hôn với Tô Đường. Nếu cậu không nỡ chia tay thì mau đuổi theo bắt người về cho bà đây. Cái gì mà cắm sừng với không cắm sừng, cậu thật sự muốn khiến Tiểu Lăng bị kích thích đến nỗi rời xa cậu. Mau mau mau, Diệp Tinh Lăng đang ở đây, Diệp Tinh Lăng ra rồi. Diệp Tinh Lăng nghe nói cô được ông chủ Lệ bao nuôi, có chuyện này sao? Diệp Tinh Lăng xin hãy giải thích về những bức ảnh hôm nay một chút. Diệp Tinh Lăng, tránh xa, xin các người tránh ra. Diệp Tinh Lăng, sao cô lại khóc? Do chuyện bán thân xác bị bại lộ nên xấu hổ sao? Xin cô cho cảm tưởng về Lệ Lô và Bùi Tú Hành, cô rốt cuộc được ai bao nuôi hay là một chân đạp hai thuyền? Đủ rồi. Diệp Tinh Lăng là người phụ nữ của tôi, nhưng mà không phải như các người nghĩ. Cô ấy là bạn gái đường đường chính chính của Lệ Lô tôi. Sau này sẽ đưa về nhà gặp người lớn, bỏ sính lễ hỏi cưới vào cửa. Thật sao, ông chủ Lệ tại sao lại cưới một người phụ nữ không có thân phận, bối cảnh như Diệp Tinh Lăng? Diệp Tinh Lăng, có phải cô dùng thủ đoạn gì không? Diệp Tinh Lăng, cô vì tiền sao, chim sẻ muốn bay vào nhà giàu, biến thành phượng hoàng sao? Chuyện các người muốn biết tôi đã nói cho các người rồi, nếu ai bẻ cong sự thật, có thể thử xem Lệ Lô tôi có dễ chọc vào không? Tôi không phải. Diệp Tinh Lăng, tại sao cô phủ nhận qua lại với Lệ Lôi? Hai người có mâu thuẫn gì sao? Rốt cuộc có phải quan hệ bạn trai bạn gái không? Xin hãy giải thích rõ. Tôi không phải. Đủ rồi Diệp Tinh Lăng, em rốt cuộc muốn làm loạn đến lúc nào? Anh thừa nhận thân phận của em, hứa cưới em vào cửa trước mặt nhiều người như vậy còn chưa đủ sao? Diệp Tinh Lăng, em rốt cuộc muốn anh làm thế nào? Moi tim ra cho em sao? Tiểu Lăng, xin lỗi, thái độ anh không tốt, anh chia tay đi. Lệ Lôi, anh rất tốt, là em không đúng, chúng ta chia tay đi. Chạm vào nơi em không muốn bị chạm đến, hỏi em vấn đề em không muốn trả lời, không quan tâm gì hết, nói ra quan hệ của chúng ta với phóng viên. Em thực sự không biết trong mắt anh, ý muốn của em được để ở đâu. Anh đến này có gì khác với Bùi Tú Hành? Tiểu Lăng, anh rất tốt thật đó. Đỡ bất cứ cô gái nào khác ở bên anh đều sẽ hạnh phúc. Nhưng em rất nhát gan, cũng không có sức. Em là bạn gái anh, vốn nên nói thật tất cả mọi chuyện với anh, nhưng em còn chưa chuẩn bị. Tiểu Lăng, đừng rời xa anh. Lệ Lôi, em không làm được. Chuyện một người bạn gái anh nên làm. Anh khoan dung em đủ lâu rồi, đi tìm người có thể khiến anh hạnh phúc đi. Anh chỉ yêu mình em. Vô dụng, Lệ Lôi, vô dụng. Có vài chuyện em sẽ vĩnh viễn không nói với anh, trong lòng anh sẽ luôn dò xét. Chúng ta tiếp tục nghi kỵ và không tin tưởng nhau thì có ý nghĩa gì? Em ở bên anh chính là chuyện có ý nghĩa nhất. Xin lỗi, là anh đã quá vội vàng rồi. Hôm đó anh nhìn thấy em và Bùi Tử Hoành ở trong thang máy, em có biết anh đố kỵ đến phát điên không? Tiểu Lăng, em chưa từng dùng loại ánh mắt đó nhìn anh. Anh rất sợ. Anh sợ em rời xa anh, sợ em ngày nào đó sẽ đi cùng anh ta. Nếu em muốn đến bên anh ta thì đã đi rồi, em ở lại bên cạnh anh còn không hiểu sao? Tiểu Lăng, anh yêu em. Diệp Tinh Lăng, cô thực sự ở bên Lệ Boss rồi sao? Diệp Tinh Lăng. Tiểu Lăng phải hạnh phúc. Không biết xấu hổ, cô điếm tâm cơ, cô khốn. Đừng sợ, em rất đẹp. Nói với, xấu chết được. Vẫn đẹp nhỉ, khóc sưng mắt hết cả rồi. Anh nói đẹp là đẹp. Đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông bên cạnh Diệp Tinh Lăng là ai? Chuyện này mà cô cũng không biết, chính là Lệ Lôi, Lệ Đại Boss của Thiên Nghệ, hôm nay vừa có tin hot, anh ta là bạn trai của Diệp Tinh Lăng. Quá, cái gì? Vậy Diệp Tinh Lăng sắp bay lên cành cao rồi,
Đúng vậy, mới ra mắt đã có thể yêu đương nghiêm túc. Các cô không nghe hôm nay Lệ The Boss nói muốn đưa về nhà gặp người lớn bỏ sính lại hỏi cưới vào nhà sau. Thật tốt, chực, có thể vào cửa hay không, ai mà biết chứ. Đúng vậy, đúng vậy. Phòng trang điểm Thiên Nghệ. Thì ra công khai quen bạn trai là thế này. Ngoan, biểu diễn cho tốt, đợi sau khi kết thúc anh đến đón em. Được. Bạn trai cùng mình nắm tay đi trên đường, không hề kiêng kỵ hôn mình trước mặt mọi người, danh chính ngôn thuận đưa mình qua đây, còn hẹn sẽ đến đón mình. Đây là mơ ước nhiều năm nay của mình, cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Diệp Tinh Lan quyến rũ hết người này đến người kia, thật buồn nôn. Đúng vậy. Diệp Tinh Lan, nếu cô đã sớm ở bên Lệ Lôi rồi, sao còn quyến rũ anh Tử Hoành? Xin cô tha cho anh ấy. Anh Tử Hoành đau khổ vì cô cũng quá không đáng rồi. Hạ Vũ, không nhìn ra thì ra Diệp Tinh Lan là loại người này. Chắc không phải cô ta nhìn thấy người có tiền liền đi quyến rũ đó chứ. Câu được người nào hay cược người đó. Vừa mới ôm ấp bự Tử Hoành của Đế Hoàng trong thang máy quay lưng liền đổi người rồi. Ha, thật không biết xấu hổ. Các người sao có thể... Vi Vi, đội của Trần Hiểu Mẫn có đúng không? An nói bẩn thỉu như vậy xem ra hát cũng chẳng ra sao. Cô nói cái gì? Diệp Tinh Lan, cô thực sự cho rằng cô hát rất tốt sao? Chẳng qua chỉ là cậy Lệ Lôi đứng sau nâng đỡ, có sao dịch ngâm. Vậy xem bản lĩnh thật sự trên sân khấu đi. Hứ, gặp thì gặp. Ai sợ ai? Không ổn đâu, chị Thu, thân phận của Diệp Tinh Lan cũng không dễ chọc vào. Chúng tôi cũng tin không có thiên lý, nhiều người như vậy cũng không trị được một mình cô ta. Tốt quá rồi, mấy người phụ nữ ngốc này cùng đối phó với Diệp Tinh Lan, phải dạy vào cô ta cho đã. Tối nay là vòng thi đấu, Diệp Tinh Lan cũng dám lên không? Tối nay hai người thách đấu và người bảo vệ sẽ hát bài hát của đối phương, Đế Hoàng chúng tôi. Ai cũng từng ra không ít ca khúc đơn. Mà kể từ khi cô ra mắt tổng cộng chỉ có hai ca khúc, Lưu Ly, Chỉ Tim và Cánh Sao, quá dễ bị chúng tôi nắm bắt rồi. Trong thời gian ngắn như vậy chúng tôi hát bài hát của cô rất dễ, cô lại không thể học nhiều bài hát của chúng tôi như vậy. Đợi lát nữa chọn vài bài hát hiếm gặp cho cô hát, xem cô có xấu mặt hay không. Diệp Tinh Lan thế nào? Chủ động thách đấu đến lúc đó được có khóc lóc tuyệt vọng. Được. Vòng thi đấu Tinh Vân. Vòng thi đấu, mọi người mong chờ đã sắp bắt đầu rồi. Vòng đầu tiên là Diệp Tinh Lan của đội Phượng Côn và Triệu Vãn Ương của đội đối thủ Trần Hiểu Mẫn. Rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng trong vòng đầu tiên? Chúng ta mở mắt mong chờ nào. Tiểu Lan cố lên, Ương Ương xông lên. Ương Ương tôi yêu cô. Diệp Tinh Lan cô đã thua rồi. Triệu Vãn Ương tôi ra mắt 10 năm cùng thời với Thiên Hậu Hạ Lan. Những bài tôi biết hát sợ là cô chưa từng nghe qua. Ai hát trước? Tùy ý. Thái độ rất kiêu ngạo, trong mắt có người trưởng bối là mình hay không? Vậy tôi hát trước, tránh người khác nói tôi ức hiếp người mới vừa ra mắt. Ai ức hiếp hạt còn chưa chắc. Địch, Diệp Tinh Lan nay cũng quá khen to rồi, hình như có chút ngông cuồng tự đại. Không hổ là người phụ nữ được nhân vật cấp đặc biệt là Lệ Lô công bố quan hệ xấu xa. Quá không biết trời cao đất dày rồi, Ương Ương cho cô ta biết mặt. Bài hát của tôi tổng cộng có hai bài, Lưu Ly, Chỉ Tim và Cánh Sao, xin cô hát Cánh Sao đi. Cánh Sao? Diệp Tinh Lan cô chọn bài hát có độ khó cao trong hai bài cho tôi hát sao? Không sao, chuyện này không làm khó được tôi. Tôi chọn bài đơn giản cho cô có. Tôi chọn bài đơn giản cho cô đó, có được không? Cánh Sao và Lưu Ly Chỉ Tim, bài nào khó hơn cô ngốc đến nỗi không phân biệt được sao? Anh Lê, hình như anh có lời muốn nói. Triệu Vãn Hương đang cảm thấy Diệp Tinh Lan đang làm khó cô ấy, tôi thấy hình như ngược lại thì có. Diệp Tinh Lan không muốn làm khó cô ấy nên mới bảo cô ấy hát Cánh Sao. Sai điệu, bài hát này rất dễ lưu loát, dễ hát. Lưu Ly Chỉ Tim trông có vẻ đơn giản, thực tế không phải dựa vào kỹ năng mà là dựa vào cảm xúc để biểu diễn, không có nền tảng vững chắc, trái lại rất dễ hát hỏng. Triệu Vãn Ương đó có phải ca sĩ không vậy? Thế nào cô ta? Không, để nào đạo lý này cô ta cũng không hiểu. Ra mắt nhiều năm như vậy rồi còn không chuyên nghiệp bằng Tiểu Lan chúng ta sao? Ha 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 ha. Suy nghĩ của anh Lê không đúng, tôi thấy Cánh Sao càng khó hát hơn. À vậy,
Lưu ly chỉ thêm vào cánh sao để cho anh giám chế, anh nói xem bài nào dễ hát hơn. Đương nhiên là cánh sao dễ hát hơn. Tôi không biết bây giờ trình độ của một số nghệ sĩ nào đó đã kém đến mức này rồi. Xin mau bắt đầu hát đi. Triệu Vĩ Ương sao lại đề đà như vậy? Rốt cuộc có hát được không? Chắc không phải vừa nãy bị vệ thiều âm đã kích chịu không nổi đó chứ. Đáng ghét. Diệp Tinh Lan, nếu không phải hôm nay tôi bị cảm, trạng thái không tốt nhất định có thể hát bài hát này càng hoàn mỹ hơn. Hát tệ quá đi, còn kiếm cớ. Triệu Vĩ Ương không được rồi. Càng hoàn mỹ hơn. Tôi không hiểu tiêu chuẩn của cô Triệu, nhưng mà cách hát sai sót chồng chất này ở phòng thu âm của A Vệ nhất định sẽ không được cho qua. Nói thật là cô hát bài này ngay cả tiêu chuẩn đĩa nhạc cũng không đạt được. Sao cô có thể nói là quá đáng như vậy? Cô không phải Hạ Vũ, đừng giả vờ yếu đuối để được đồng tình. Diễn không sống. Đừng lãng phí thời gian nữa. Mau chỉ định bài hát cho tôi. Đợi các cô còn rất nhiều người đang đợi tôi đánh bài. Wow! Tổ quay phim, quay thêm vài cảnh Diệp Tinh Lăng. Quay đẹp một chút khán giả thích xem cô ấy. Đáng ghét Diệp Tinh Lăng. Bài hát tôi bảo cô hát, cô nhất định sẽ hát hỏng. Để cô nếm thử cảm giác này. Vậy tôi cũng chọn cho cô Diệp một bài hát đơn giản. Hoa phi hoa của tôi rất dễ hát. Triệu Vãn Ương này thật không biết ngượng. Đúng vậy anh Mộ Dung. Anh đã xem bài hát này 10 năm trước rồi lại không nổi. Lúc đó Diệp Tinh Lăng còn đang học tiểu học. Có lẽ chưa từng nghe qua chứ đừng nói là hát. Được. Người mới Diệp Tinh Lăng này hết lần này đến lần khác khiến người khác kinh ngạc. Thật muốn xem cô ta định ứng phó thế nào. Lợi hại quá, bài này cũng biết hát. Diệp Tinh Lăng xem cô có thể cứng miệng đến lúc nào. Đẹp quá đi, bài hát gốc là như thế nào vậy? Trời ạ, muốn bản cover. Hay quá đi, xin lỗi Ương Ương. Tất cả các bạn khán giả bây giờ bắt đầu bỏ phiếu. Giọng hát của Triệu Vãn Ương và Diệp Tinh Lăng. Rốt cuộc giọng hát nào khiến các bạn cảm động hơn? 3, 2, 1. Đấu trường Tinh Vân. Không thể, sao cô ta có thể hát bài này? Cô thua rồi. Trận thứ nhất, vòng thi đấu giữa đội Phượng Côn và đội Trường Hiểu Mẫn. Diệp Tinh Lăng đội Phượng Côn thắng. Người tiếp theo hy vọng các người phái người mạnh một chút. Triệu Vãn Ương cô làm kiểu gì vậy? Sao lại thua một người mới? Cô xem cô ta khoa trương như thế nào rồi kìa. Cô giỏi thì lên đi. Lên thì lên, tôi không tin không trị được cô ta. Ca sĩ thứ hai ra trận của đội Trường Hiểu Mẫn là... La Diệp. Diệp Tinh Năng, cô là bên phòng thủ. Xin hỏi cô chỉ định bài hát nào cho tôi? Vẫn là cánh sao đi. Cũng không thể gia tăng độ khó cho các cô. Được, tôi sẽ dựa vào cánh sao khiêu chiến. Người hát gốc là cô. La Diệp không hổ là ngôi sao đang nổi. Giọng hát cao hơn Triệu Vãn Ương vừa nãy không chỉ một bậc. Người này không tồi. Tốt hơn người trước nhiều. Diệp Tinh Năng, cô còn gì đến nói không? Tốt hơn người trước nhưng cũng chỉ tạm được. Hả? Thứ nhất, cao độ bị hạ xuống một nửa thang âm. Giọng giả quá thề thế, câu đôi cánh của ngôi sao bị hụt hơi phải củng cố. Nhìn kìa, Phượng Côn gật đầu rồi. Wow, Diệp Tinh Lăng lợi hại quá, chỗ nhỏ như vậy cô ấy cũng nhìn ra, chuyên nghiệp quá đúng là phe thực lực. Xin lỗi, dù sao tôi cũng không phải người hát gốc, không luyện nhiều như cô. Tuy bị cô nắm lấy sơ hở khi tôi hát, như vậy thì thế nào như chị cô nói, chỉ có thể biến thành chèn ép ca sĩ khách mời. Diệp Tinh Lăng, cô ỷ bản thân là người hát gốc, chèn ép ca sĩ khách mời sao? Ủa? Tiểu Lăng, cô là heo sao? Chỉ nhìn ra ba lỗi sai. Lúc cô ta hát câu thứ tư, nhịp điệu quá gấp gáp. Câu thứ năm sai lời, câu thứ sáu thang âm không đúng. Hát tệ như vậy mà cô cũng không nghe ra. À vậy, còn cô nữa. Là Diệp, năm đó lúc cô ra mắt đã hát không tốt. Bây giờ trái lại tiến bộ rồi cô có biết cô kém Tiểu Lăng chỗ nào không? Tôi, chuyện đó A Vệ, câu nói phòng cháy trầm trộm,
Câu nói phòng cháy phòng trộm phòng vệ triệu âm, trong giới lưu truyền quá nhiên danh bất hư truyền, vệ triệu âm này đúng là ma quỷ mà. À vậy, anh câm miệng. Tôi là người phòng thủ hay anh là người phòng thủ? Đừng cướp sự nổi bật của tôi. Hôm nay thời gian gấp rút không nói nhiều nữa. Là dịp khuyết điểm tôi vừa chỉ ra chỉ là một góc trong núi băng khuyết điểm của cô. Trời ạ, cô Diệp vậy mà ngay cả loại đàn ông cung xử nữ thích bới lông tìm vết như A Vệ cũng dám dạy dỗ. Hu hu, A Vệ chúng ta sao có thể nghe là một cô gái như vậy? Nghĩ thông chút, có lẽ A Vệ đang nể mặt đại boss Lệ Lôi. Vừa nãy cô nói bản thân mình được, quá vô dụng rồi đó. Chật chật chật. Hứ, cô còn không biết ngượng mà nói tôi, đợi lát nữa người khác lên cũng sẽ bị ngược như vậy. Chị La Diệp, chị có ý gì? Chị đang nguyền rủa tất cả mọi người sẽ thua sao? Không, tôi không có ý này. Đúng, đúng vậy, La Diệp, cô xem cô nói lời xui xẻo gì vậy? Hạ vũ của đế hoàng thật đáng sợ, không thể đắc tội cô ta. Người tiếp theo đến kiêu chiến, người tiếp theo đến kiêu chiến. Mình là người cuối cùng lên sân khấu đằng trước còn mấy ca sĩ nữa. Nếu mấy người này có thể diệt trừ con khốn Diệp Tinh Lăng đó thì tốt rồi. Con khốn đó quả thật hát rất tốt, cho dù mình thi với cô ta cũng không nắm chắc thắng lợi. Về sau chỉ có thể dựa vào thi đấu luân phiên để tiêu hao hết sức lực của cô ta. Vậy tiếp theo, lên sân khấu, mọi người phải cố lên. Mọi người đừng ngại chỉ định những bài hát có độ khó cao cho cô ta hát. Thi đấu mà, độ khó cao mới vui. Diệp Tinh Lăng, nếu hát liên tiếp những bài hát có độ khó cao, cổ họng sẽ gánh vác rất nhiều. Tôi trái lại muốn xem cô có thể chống đỡ bao lâu. Tiếp theo mời người khiêu chiến thứ 3, người khiêu chiến thứ 4, người khiêu chiến thứ 5, người khiêu chiến thứ 6 và người khiêu chiến thứ 7. Tiếp theo mời người khiêu chiến cuối cùng, nếu người khiêu chiến này lại thua, đội trưởng Hiểu Mẫn toàn bộ đều thua. Diệp Tinh Lăng là người đầu tiên trong lịch sử bảo vệ được từ đầu tới cuối, cô ấy sẽ tạo nên một kỳ tích. Tiểu Lăng, Tiểu Lăng. Vậy Tiểu Lăng của chúng ta có thể tạo nên kỳ tích không? Tiếp theo mời đối thủ cuối cùng của cô ấy là sân khấu, Hạ Vũ. Bảy đồng đội trước đều là phế vật sao? Tại sao con khốn này bây giờ vẫn còn dư thừa sức lực như vậy, ngay cả một giọt mồ hôi cũng không chảy? Giả vờ, nhất định là giả vờ. Diệp Tinh Lăng, cô chọn bài hát đi. Tiểu Lăng trước đây từng quyết đấu với Tiểu Vũ một lần đúng không? Lúc đó Tiểu Lăng thắng rất đẹp, lần này cũng sẽ mạnh mẽ áp đảo như vậy sao? Vậy phải xem lần này Hạ Vũ có giả bệnh không? Vậy phải xem lần này Hạ Vũ có giả bệnh không? Diệp Tinh Lăng, chuyện gì không nói cứ muốn nói chuyện này sao? Phòng quan hệ công chúng đã sớm làm quan hệ công chúng cho tôi rồi. Nhưng lúc đó tim tôi thực sự rất khó chịu. Bác sĩ nói tôi chịu kích thích quá lớn, sản sinh ra triệu chứng giống như bệnh tim tác, phát tác. Hạ Vũ này đúng là không biết xấu hổ, tưởng thần kinh suy yếu là vạn năng sao? Diệp Tinh Lăng sẽ không để cô ta có lấy tấm bia đỡ đạn này ra hay không? Đúng vậy, thân thể không khỏe thì đừng đính đi. Tiểu Lăng cố lên, tiêu diệt cô ta, tạo nên kỳ tích phá kỷ lục. Tiêu diệt cô ta, tạo nên kỳ tích phá kỷ lục. Tôi còn chưa mạnh mẽ áp đảo cô ta đã thế này rồi. Nếu thắng Hạ Vũ, bệnh tim cô ta lại tái phát thì phải làm thế nào? Diệp Tinh Lăng, mong cô dốc hết sức mình, đây là tôn trọng tối thiểu đối với đối thủ. Vậy lưu ly chỉ tim hay cánh sao cô tùy tiện cho một bài đi, chọn bài cô nắm chắc nhất, đừng khách khí với tôi. Hứ, ai không biết cánh sao dễ hát hơn lưu ly chỉ tim. Nếu Hạ Vũ chọn cánh sao cho thấy cô ta không có tự tin, không có thực lực. Cô vẫn nên chỉ định đi. Tôi không dám ức hiếp cô, nếu trong vòng nửa tiếng cô chưa nghĩ kỹ tôi hát trước cũng được, dù sao cũng là dạy cô hát thế nào. Đáng ghét, bởi vì lần trước thua con khốn này một trận, mọi người đều bắt đầu hướng về cô ta rồi sao? Tôi hát lưu ly chỉ tim. Đừng hối hận. Tiếp theo mời nghe Hạ Vũ hát lưu ly chỉ tim. Hát rất bình thường, đây là em gái của thiên hậu Hạ Lăng sao? Thiên phú ca hát không bằng một nửa chị gái. Đúng vậy, hình như Diệp Tinh Lăng hát có thần thái của thiên hậu hơn. Diệp Tinh Lăng, đến lượt cô hát rồi. Được. Mấy người trước thua trận đều bị con khốn này phê bình một lượt, không bằng bảo cô khốn này trực tiếp hát luôn, chặn miệng cô ta lại. Ha, mình cũng không định phê bình em gái tốt này của mình. Hạ Vũ, kiếp trước tôi đã làm người tốt cả đời rồi, kiếp này còn mong tôi chỉnh sửa cách hát nát bét của cô. Nhưng mà tôi vẫn sẽ dạy cô ca hát thế nào. Tiếp theo mời Diệp Tinh Lăng hát ca khúc đơn của Hạ Vũ, ca khúc Pháo Hoa Hỗn Loạn do Phượng Côn đích thân chế tác. Wow!
Pháo hoa hỗn loạn trừ chế tác cho mình ra, đây là ca khúc duy nhất do Phượng Côn, nhà chế tác có kinh nghiệm hơn 10 chế tác cho người khác. Tuy là lần đầu mình hát nó, giai điệu xa hoa này đúng là có phong cách của Phượng Côn. Mình là người cộng tác hoàn mỹ của Phượng Côn hơn 10 năm. Nếu nói thế giới này chỉ có một người có thể hát bài hát của Phượng Côn, vậy người đó nhất định là mình. Pháo hoa lạnh như bức tranh, tiêu tan hết năm tháng, phản chiếu chân trời bất tận trong mắt anh. Pháo hoa, pháo hoa. Còn hay hơn bản gốc, không thể tin nổi. Cái gì mà hay hơn bản gốc? Rõ ràng hay hơn bản gốc 1.800 dặm. Diệp Tinh Lan hát tuyệt quá đi, ca từ của Phượng Côn giống như được viết riêng cho cô ấy. Ca sĩ như Diệp Tinh Lan cho vệ triệu âm đúng là lãng phí, cô ấy trời sinh đã thích hợp với Phượng Côn. Diệp Tinh Lan ở bên Phượng Côn đi. Ở bên nhau, ở bên nhau. Cuối cùng cũng biết được cảm giác của A Vệ lúc đi thảm đỏ rồi. Tiếng hô như cơn sóng này đến cơn sóng khác, khiến người ta áp lực hơi lớn. Tôi đã ở bên Lệ Lô rồi. Ồ, Tiểu Lăng giỏi lắm, phải hạnh phúc với boss. Thợ quay phim mau chỉ ống kính về phía Diệp Tinh Lăng, quay lại. Đây là lần đầu quái thừa nhận quan hệ với Lệ Lô, sau khi chương trình phát sóng nhất định sẽ trở thành đề tài bàn tán. Hả? Chiều hôm nay không phải có tin tức nó quái phủ nhận rồi sao? Vứt bỏ boss đến đế hoàng, Phượng Côn mới thích hợp với cô. Phượng Côn nhà chúng tôi là của A Vệ. Wow, tiếng hô của fan to quá. Anh Phương, anh thấy thế nào? Diệp Tinh Lăng chào mừng đến đế hoàng. Ồ, anh Phượng Côn lên tiếng rồi. Anh Phượng ở bên Diệp Tinh Lăng, về vệ nhà tôi phải làm thế nào? Hoan nghênh đưa A Vệ theo luôn. Hả? Ai da A Vệ, mỗi lần tôi mời anh đều cố ý né tránh tôi. Nếu cùng một công ty, không phải tôi ngày nào cũng có thể gặp anh sao? Ai muốn ngày nào cũng gặp anh, tôi dị ứng với cái khuôn mặt của anh biết không? A Côn, mới bao lâu không gặp, anh đã học cách bán hũ rồi. À, vệ vệ mau theo anh Phượng đi. Theo anh ấy. Tôi không đi. Vệ vệ, anh đừng đúng điệu với anh Phượng nữa, thật dễ thương. A Vệ, chẳng trách luôn có một đám hũ nữ ghép cặp hai người, so với Phượng Côn phong thái tao nhã. Anh chính là tiểu thụ ngạo kiều đưa đến cửa đó. Diệp Tinh Lan biểu diễn rất tốt. Nếu có cơ hội tôi hy vọng có thể sáng tác bài hát cho cô. Cảm ơn. Anh Phượng, anh muốn sáng tác bài hát cho Diệp Tinh Lăng. Theo tôi biết anh từng nói sau khi Hạ Lăng chết sẽ không sáng tác nữa, là nguyên nhân gì khiến anh công nhận Diệp Tinh Lăng? Duyên phận. Đương nhiên không thể nói cô ấy giống Hạ Lăng, không thể để Bùi Tử Hoành và Sở Thâm sinh nghi nữa. Anh Phượng, nói như vậy khiến Đệ Lôi nghĩ thế nào? Hay là chúng ta thảo luận vấn đề của Hạ Vũ trước đi? Diệp Tinh Lăng, cô hát không tôi? Đúng vậy, bởi vì tôi đã nói muốn dạy cô hát thế nào. Còn khốn này, rõ ràng muốn nói mình không biết ca hát, cô ta đích thân làm mẫu một lần cho mình xem. Diệp Tinh Lăng, cô sao cô lại ăn nói quá đáng như vậy? Hạ Vũ, cảm giác âm nhạc của cô vốn đã không tốt, còn không cho người ta nói. Kỹ năng ca hát không phải cô khóc thì sẽ có được. Cô quay về nghe thử hôm nay cô hát tệ cỡ nào. Chẳng trách Phượng Côn sáng tác bài hát cho chị cô cả đời, cũng chỉ chịu sáng tác cho cô một bài, nếu là tôi một bài cũng không có. Wow, A Vệ cũng quá to gan rồi đó. Nói như vậy không phải chỉ rõ Phượng Côn vốn không nhìn trúng Hạ Vũ sao? Mau, quay Phượng Côn, quay Phượng Côn. Đấu trường hôm nay rốt cuộc là tình huống gì? Nổ ra hết người để đến người khác. Nhà chế tác hàng đầu của thiên nghệ kêu kích chi đẻ nội bộ hoàng đế hoàng bất hòa, tên này nhất định sẽ lên bảng tìm kiếm hot. A Vệ, tôi không ngờ anh đánh giá cao Hạ Lăng như vậy. Gây rồi. A Côn không nhắc chuyện này mình cũng quên mất. Lúc mình còn là Hạ Lăng, A Vệ từng mắng mình hát thua, không có não trên giải trí tinh sang. Lúc đó mình tức đến nỗi suýt chết. Bây giờ trái lại bị A Vệ mắng quen rồi cảm thấy không có gì. Thật ra tôi vẫn luôn rất tò mò trong mắt anh. Còn có ca sĩ nào xuất sắc hơn Hạ Lăng không? Phượng Côn anh. Màu A Côn, nhờ anh đã bảo vệ biến thái. Không đúng, bây giờ mình là Diệp Tinh Lăng nên đứng về phía Thiên Nghệ và A Vệ. Bây giờ không có nghĩa là sau này không có.
A Vệ cảm thấy ai có khả năng sẽ vượt qua Hạ Lan. Nhiều năm như vậy rồi, nghệ sĩ mới anh chuyên tâm dẫn dắt chỉ có một mình Diệp Tinh Lăng. Thế nào anh cảm thấy Diệp Tinh Lăng tương lai sẽ vượt qua Hạ Lan? Hả? Sao đề tài lại đi đến đây? A Vệ, anh tốt nhất định có nói chuyện. Bây giờ tôi là một người mới mà thôi. Loại vấn đề vượt qua hay không vượt qua này, bảo người ta làm sao trả lời? Tôi đương nhiên, Diệp Tinh Lăng vẫn là câu nói đó. Chào mừng cô đến Đế Hoàng. Đêm nay đây là lần thứ hai Phượng Cung đưa ra lời mời với Diệp Tinh Lăng rồi. Xem ra Diệp Tinh Lăng của chúng ta không chỉ được fan yêu thích mà còn được các nhà chế tác yêu thích. Tiểu Lăng, giờ phút này được nhà chế tác nổi tiếng ngang ngửa Vệ Thiều Âm mời hai lần, cô có cảm giác gì? Có phải rất kích động không? Có muốn đến Đế Hoàng không? Anh Phượng, anh là nhà chế tác tôi rất kính trọng. Rất nhiều bài hát do anh sáng tác như Hải Yêu, Bình Minh Cuối Cùng, Hoa Sương Khô, tôi đều rất thích. Tôi rất ngạc nhiên vì anh xem trọng tôi như vậy. Nói thật, nhận được lời mời của anh tôi cũng rất vui. Nhưng mà rất đáng tiếc, tôi bây giờ đã là người của Thiên Nghệ rồi. Mọi người đối xử với tôi rất tốt. A Vệ cũng là nhà chế tác vô cùng không tồi. Chúng tôi trước giờ hợp tác rất vui vẻ. Tôi nghĩ trong khoảng thời gian ngắn, không, khoảng thời gian dài trong tương lai tôi sẽ không đến chỗ khác. Ý tốt của anh tôi nhận lấy. Cảm ơn. Đúng là thật đáng tiếc, nhưng mà Diệp Tinh Lăng, cửa lớn của tôi vĩnh viễn mở cho cô. Phượng Cung, anh đã cùng có ý với Tiểu Lăng. Tôi cũng nói rồi, anh cũng cùng đến Đế Hoàng đi. À vệ, đây cũng là lời mời lần hai với anh rồi, vô cùng có thành ý. Anh... Ồ, lời mời lần hai của Phượng Cung đại đại, vệ vệ đồng ý với anh ấy đi. À vệ, mau đóng gói Tiểu Lăng cùng gã đến Đế Hoàng. Chẳng trách A Vệ luôn không muốn tham gia loại hoạt động này. Nếu đối mặt với Phượng Cung thế này, anh ấy đúng là bị ngang nhiên đùa giỡn. A Vệ, anh đến Đế Hoàng đi. Trừ Kỳ Hạ, Vũ không có ở đó, tôi mới suy xét đến chỗ các người. Được rồi, Hạ Vũ, tôi đã dạy cô nên hát thế nào rồi. Giải tán đi, đứng đây đợi phát kẹo sao? Cảm ơn cô, Diệp Tinh Lăng. Đáng ghét. Dù kém cũng phải cố gắng hết sức. Diệp Tinh Lăng cô đợi đó mà xem. Tôi sẽ tiếp nhận sự chỉ dạy của cô. Rồi sẽ có một ngày tôi sẽ dùng giọng hát đánh bại cô. Tôi đợi xem. Nữ vương đấu trường Diệp Tinh Lăng. Cảm ơn mọi người. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Phòng hóa trang. Chị Tiểu Lăng, có hoa của chị cho tôi. Hoa hồng đỏ, còn có thiệp. Thiệp trên bó hoa có bướm bướm màu vàng. Đó là ước định bí mật sứ mệnh và Bùi Tú Hoành ở kiếp trước. Chị Tiểu Lăng, thân thể chị không thoải mái. Nhiều hoa đẹp thế này đều rời ra hết rồi, để lát nữa em gói lại giúp chị. 1, 2, 3, 4. Có 8 đóa hoa. Ý nghĩa của 8 đóa hoa hồng là gì? Em tra xem, ý là xin lỗi, bồi thường. Tại sao Bùi Tú Hoành lại tặng hoa đến anh? Anh ta tặng Diệp Tinh Lăng, dùng ký hiệu bí mật giữa mình và anh ta, tặng cho người thứ ba. Nè. Diệp Tinh Lăng, nếu đã tan cuộc rồi, hay là chúng ta cùng đi uống một ly đi. Tôi không uống rượu. Vậy trừ uống nước ép, cũng không thể không để mặt tôi. Bùi Tú Hoành rất để tâm chuyện bướm trong lòng. Hôm đó tuy lệ lôi cứu cô, nhưng nếu để Bùi Tú Hoành tra ra chuyện lời bài hát không phải do tôi đưa cho cô. Không hay, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện phiền lòng. Mình quên mất hôm đó lúc hát bướm trong lòng là Phượng Côn giúp mình nói dối. Nói với A Vệ và Lệ Lôi một chút đi, lát nữa tôi sẽ đợi cô bên ngoài. Chúng ta chí ít nên thú nhận tin tôi. Tôi sẽ không hại cô. Phượng Cung, không phải anh đã có ý với Tiểu Lăng đó chứ? Nói cho anh biết cô ấy sẽ không bị anh đào góc tường đâu. Anh nghĩ quá nhiều rồi, A Vệ. Về thân phận của mình, Phượng Cung rốt cuộc đáng được bao nhiêu? Không phải anh ấy biết hết rồi đó chứ? Hoặc là anh ấy chỉ là cảm thấy mình rất giống người bạn cũ của anh ấy, cho nên mới giúp mình. Lệ Lôi, Tiểu Lăng có chuyện gì?
Lệ Lôi, hôm nay em có chút chuyện không cần đến đón em. Quán bar Dạ Sắc là sản nghiệp của Phượng Cung. Mình nhớ ban đầu lúc khởi nghiệp mình còn giúp anh ấy cắt băng Khánh Thành. Từ khi bị Bùi Tử Hoành cầm tù chưa đến lúc trọng sinh đã gần 3 năm mình không đến đây rồi nhỉ. Vào đi, đêm nay tôi bao toàn bộ. Cảm ơn. Tầm nhìn chỗ này rất tốt, từng có một người tôi quen biết nói trông giống như đắm mình vào biển sao. Tôi nghĩ cô nhất định sẽ thích. Đắm mình trong biển sao? Đúng vậy, đó là lời mình từng nói. Thật hoài niệm, mình còn nhớ ở đây tên là Băng Tuyết Vương Tọa. Đây là chỗ ngồi mình và Bùi Tú Hoành thích nhất. Tượng 80 trên không, sàn thủy tinh trong suốt. Cô dám ngồi ở đây gan to thật. Ở đây yên tĩnh. Mời cô uống. Đây là cái gì? Rượu trái cây mới ra, mùi vị không tồi. Tôi đoán cô sẽ thích. Tôi là một lữ khách vô danh, đi về phía ngọn lửa thiêu đốt, hướng tới những ngôi sao. Biển cả đóng băng không thể ngăn cản, vạn thước núi không thể ngăn cản, nước lũ ngập trời không thể ngăn cản, ngày tận thế cũng không thể ngăn cản. Còn nhớ bài hát này không? Bài hát chúng ta từng làm. Ừ, nhớ. Tiểu Lăng. Uống nhiều chút, đây là rượu ủ theo khẩu vị của cô. Tôi còn nhớ có một năm chúng ta đến Bordeaux của Pháp không? Cô hái một loại nho rất ngọt, muốn bản thân tự uống rượu, kết quả thiếu chút nữa, hủy cất khu vườn của người ta. Chuyện này tôi cũng nhớ, lần đó anh kéo tôi đáng chuồng đi. Tiểu Lăng, thật sự là cô. Sau khi cô đi, tôi vẫn luôn rất nhớ cô. Tôi biết A Côn, chỉ có anh nhớ tôi. Bọn họ đều là kẻ lừa đảo. Bọn họ là ai? Hạ Vũ, Sở Thâm. Còn có ai? Bùi Tử Hoành. Còn có Bùi Tử Hoành. Bùi Tử Hoành tên cứu mình, lừa đảo, lừa đảo. Anh ta lừa cô cái gì? Anh ta nói sẽ vĩnh viễn đối tốt với tôi, nhưng anh ta lại muốn cưới Vương Tịnh Uyển. Anh ta nói con bướm đó. Con bướm đó là ước định bí mật chỉ thuộc về chúng tôi, nhưng mà, anh ta đem nó cho người khác. Lừa đảo, lừa đảo. Con bướm gì? Còn có con bướm gì? Con bướm trên tấm thiệp. Anh ta đem con bướm cho. Anh ta đem con bướm cho ai? Tôi, he he cho tôi. Không phải cô nói anh ta cho người khác sao? Anh ta cho người khác, anh ta cho Diệp Tinh Lăng, không phải cho tôi. Vậy cô là ai? Tôi không nói cho anh. Tiểu Lăng, cô được uống nữa, tôi không nên cho cô uống nhiều thế này. Tôi không say, tôi muốn uống. Phượng Côn, anh bỏ chai rượu xuống. Anh cho tôi uống rượu, tôi sẽ nói cho anh biết tôi là ai. Tôi đã biết cô là ai. Vậy anh nói xem tôi là ai? Tiểu Lăng à, Tiểu Lăng. Quen cô hơn 10 năm, nhưng cho đến nay tôi cũng không dám tin cô vậy mà dễ dàng chết như vậy. Dễ dàng? Không dễ dàng, không dễ dàng chút nào A-cun. Anh có biết tôi muốn sống tốt đến mức nào không? Nhưng bọn họ muốn hại tôi, hại chết tôi. Nhưng mà không chết thì thế nào? Ở trong cái lòng của anh ta, làm tình nhân bí mật, làm con rối cả đời. À Côn, anh có biết tôi sợ đến mức nào không? Tôi sợ ngày nào đó tỉnh là tôi thực sự đã biến thành một con rối. Sân khấu cao như vậy, lúc ngã xuống, sợ không? Sợ. Rất sợ, nhưng mà nhảy xuống dưới liền có thể giải thoát, liền có thể chia tay Tử Hoành. Để tôi còn nhớ được một chút đối xử tốt của anh ấy với tôi. Đến cuối cùng cũng không tan biến hết. Đây là đâu? Không phải quán bar, cũng không phải chung cư của Lệ Lôi. Tối qua mình uống quá nhiều rồi sao? Nơi này mình có ấn tượng.
Đây là chỗ ở của Phượng Cung. Sao mình lại ở đây? Hơn nữa Phượng Cung đâu? Tiểu Lăng, vào đi, từ khi nào khách khí như vậy rồi? Anh Phượng, chúng ta... Tôi gọi điện thoại cho boss Thiên Nghệ trước rồi, anh ta sẽ không lâu sẽ đến cô đón. Anh ta không lâu sau sẽ đến đón cô. Đừng giả vờ nữa, tôi biết cô là Hạ Lăng. Sao anh biết? Tôi không sao, tôi có thể là Hạ Lăng. Sân khấu cao như vậy, lúc té xuống dưới sợ không? Sợ, rất sợ, nhưng mà nhảy xuống dưới liền giải thoát, liền có thể chia tay Tử Hoành. Còn muốn nghe lại không? Trời hả, tối qua sao mình lại say thành thế này? Tối qua tôi đã nói những gì với anh rồi, còn nữa sao anh lại ghi âm? Tối qua uống chút rượu, chuyện gì cô cũng nói hết rồi. Không tin thì tự nghe đi, nghe xong thì xóa hết đi. Còn nữa, sau này được tùy tiện nhận rượu người khác đưa đến, lớn thế này rồi một chút ý thức cũng không có. Anh cố ý chuốc say tôi, sao nó đặt bẫy? Đúng, tôi sớm đã nghi ngờ cô rồi. Cô từ khí chất cho đến giọng hát, thậm chí ngay cả nét bút cũng quá giống Hạ Lăng rồi. Nhưng chuyện này quá khó tin, tôi nhất định phải nghe cô chính miệng thừa nhận. Cho nên tôi mới mời cô đến quán rượu của tôi chuốc say cô, để lừa cô nói ra. Tôi còn đặc biệt bảo thợ điều chế ra loại rượu nồng độ cao. Phượng Côn, anh! Uống chút trà, giải rượu. Tiểu Lăng, tôi sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai, bao gồm Bùi Tử Hoành, cô yên tâm. Ui, anh ta không nhìn ra không? Cô yên tâm, ông chủ chắc còn chưa nhận ra cô. Vậy thì tốt. Bùi Tử Hoành, anh từng hứa nguyện bên đá tam sinh với em, cho dù em ở đâu, biến thành hình dạng gì, anh đều có thể tìm thấy em giữa biển người mênh mông, đưa em về bên cạnh anh. Xem đi, anh quả nhiên vẫn nuốt lời rồi. Tiểu Lăng, cô còn yêu anh ta sao? Cho dù anh ta đã ép cô đến bước đường này. Tôi không biết A Côn, tôi không biết. Anh không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì đâu, cho nên tôi có lẽ vĩnh viễn không cách nào xác định được tôi rốt cuộc là yêu anh ta hay là... Tôi căn bản không biết đó rốt cuộc là tình yêu chưa tiêu tan hết hay là hội chứng Stockholm. Tôi cũng không muốn phân biệt nữa, tôi chỉ biết tôi vĩnh viễn không thể trở về bên cạnh Bùi Tử Hoành nữa. Bây giờ tôi ở bên cạnh Đệ Lôi rất tốt. Đúng là không thể tưởng tượng sẽ có ngày cô thích người khác. Ban đầu cô và Bùi Tử Hoành tốt như vậy giống như là một cặp đôi khó chia xa nhất trên đời này. Ai nói không phải, không có ai có thể hiểu được ý nghĩa của Bùi Tử Hoành đối với tôi. Bùi Tử Hoành cứu tôi ra từ vực sâu ác mộng. Anh ấy giống như vị thần duy nhất trong sinh mệnh tôi, là niềm tin cao nhất, nhưng mà... Tôi vĩnh viễn cảm kích Bùi Tử Hoành đưa tôi ra khỏi cô nhi viện, ơn nuôi dưỡng tôi giống như cha mẹ tái sinh. Cho dù anh ấy cầm tù tôi, dạy vò tôi, nhưng sao tôi có thể nói anh ấy không phải là ân nhân? Nhưng mà chỉ dừng lại tại đó, A Côn, chỉ dừng lại tại đó mà thôi. Đừng nói với anh ấy tôi là ai, cứ thế này mà quên đi đi. Tôi đã có Lệ Lôi, ánh mặt trời trong trẻo nhất thuộc về tôi. Cô hạnh phúc thì tốt, tôi tôn trọng quyết định của cô. Hạnh phúc sao? Tôi không biết. Nếu trên đời này thật sự có canh mạnh bà có thể khiến tôi quên đi chuyện kiếp trước sau khi chuyển thế, có lẽ tôi và Lệ Lôi sẽ là một cặp tình nhân hạnh phúc. Nhưng mạnh bà lại quên tôi rồi, khiến tôi mang theo ký ức đi qua cầu Nại Hà. Đời này kiếp này, chỉ việc kiềm chế bản thân không trở về bên người kia đã tốn hết toàn bộ sức lực của tôi rồi. Tôi thực sự không biết bản thân có thể bên nhau đến già với người bên cạnh không. Tôi rốt cuộc có thể giữ được ánh mặt trời đó bao lâu? Có khi nào có một ngày Lệ Lôi chán rồi bỏ tôi mà đi? Ồ, cậu ta đến rồi. Tôi thấy cửa dưới lầu không khóa nên trực tiếp lên đây. Tôi đến đón Tiểu Lăng. Vào đi anh đệ. Tôi rất tán thưởng tài năng ca hát của Tiểu Lăng cho nên mời cô ấy uống rượu. Nói chuyện một lát, kết quả cô ấy uống say rồi. Tôi không biết cô ấy sống ở đâu, nhưng một cô gái không thể ngủ ở quán bar. Tôi liền đưa cô ấy về ở tạm một đêm. Tiểu Lăng, sao mắt lại quầng thâm? Tối qua không ngủ ngon sao? Chắc là vì say rượu, em ngủ rất ngon. Anh Phượng, tôi tin nhân cách anh trong giới, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi yên tâm để Tiểu Lăng ở bên cạnh người đế hoàng quá lâu, cũng mong anh có thể hiểu.
Xin anh đừng nghĩ tôi là chó trung thành của Bùi Tử Hoành, giống như Sở Thâm. Tôi sẽ không động đến một ngón tay của Tiểu Lăng. Bên ngoài trời lạnh, chắc cô ấy vẫn chưa tỉnh rượu hẳn. Anh chú ý đừng để cô ấy nhiễm lạnh. Boss, anh đừng luôn ôm lấy em. Kiều Lệ Lôi. Được, boss. Kiều Lệ Lôi. Lệ Lôi, anh lại nhéo mũi em. Ăn sáng chưa? Đi, anh đưa em đi ăn sáng. Ừ, được. À, anh Phượng, cảm ơn tối qua anh cho tôi ở nhờ. Vậy tôi và Lệ Lôi đi trước, hôm khác gặp. Tạm biệt. Đi ăn cái gì? Đưa em đến nhà hàng anh mở. Anh cũng mở nhà hàng? Công ty của người đàn ông em mở rất nhiều. Hôm nay đưa em đi làm quan, để mọi người biết mặt bà chủ một chút. Sao? Em không thích? Không có, không có. Lệ Lôi, so với Gia Tài Bạc Triệu gì đó em càng quan tâm anh hơn. Ở bên anh, đi đâu cũng được. Tiểu Lân, em vừa nói gì? Nói lại lần nữa. Không, không nói gì cả. Boss, chào mừng anh đến. Vâng, Đoan Thiên lại. Đây không phải là nhà hàng cao cấp với chế độ hội viên xa hoa nhất thành phố S sao? Đây là bà chủ của mọi người, sau này gặp cô ấy giống y như gặp tôi. Vâng. Kiếp trước mỗi lần đến đây đều phải đặt trước 3 tháng, thì ra đây cũng là sản nghiệp của Lệ Lôi. Bà chủ đẹp quá, đúng vậy, vừa đẹp vừa dễ thương. Có mắt nhìn, không hổ là người làm việc ở Vân Đoan Thiên Lại. Tháng này tiền lương của tất cả mọi người ở Vân Đoan Thiên Lại đều tăng gấp đôi, để chúc mừng việc mọi người có bà chủ. Cảm ơn ông chủ, cảm ơn bà chủ. Nhiều thế này ăn hết không? Ha ha ha, Tiểu là ăn nhiều chút. Theo nhà giàu tốt thật. Nhưng mà đại boss Lệ Lôi, anh đem tất cả những thứ tốt, không phân biệt. Không phân biệt vị nào với vị nào trộn lẫn nhau, sao có thể mở ra loại nhà hàng đẳng cấp như Vân Đoan Thiên Lại? Phòng gym tư nhân. Loại nhị thiếu, gần đây gió xuân phơi phới, cuối cùng cũng tìm được người trong lòng rồi. Từ đây muốn quay đầu từ biển hoa về rửa tay nấu canh hả? Nói gì đó, mau nhận chị dâu. Tiểu Lăng, em sao thế? Không muốn nhìn người đàn ông của em thêm một chút. Lệ Lôi, anh mau mặc đồ vào, em biết thân hình anh đẹp. Em nên thế này. Đúng. Hơ, vào thật rồi. Lệ Lôi, anh còn mở công viên Hải Dương. Thích không? Hôm nay ở đây được chúng ta bao hết rồi. Thế nào, Tiểu Lăng chơi vui không? Vui. Công ty nhà đất này cũng giàu thật, sao sản nghiệp gì anh cũng có vậy? Tiểu Lăng, có lẽ anh nên cảm ơn lần trước cãi nhau với em. Có thể khiến anh có cơ hội quang minh chính đại, nắm tay em ra ngoài, trở thành cặp đôi được tất cả mọi người công nhận. Đúng rồi, em đột nhiên nhớ ra một chuyện. Sao? Biệt thự trong tay em định xử lý. Chính là biệt thự trước đây Sở Thâm tìm em và chị Mạch Na. Biệt thự Bùi Tú Hoành tặng. Được, anh xử lý, anh có thể giúp em. Không, để em tự làm đi. Em định bán nó thành tiền mặt, sau đó quyên góp tất cả số tiền cho tổ chức từ thiện. Lệ Lôi, chúng ta đã tuyên bố chủ quyền với đối phương. Từ này về sau chúng ta là một, không dễ bị người khác chen vào. Tiền tài của Bùi Tú Hoành là thuốc độc, nhất định phải nhanh chóng xử lý. Như vậy mới có thể triệt để vạch rõ quan hệ với anh ta. Nhưng mình không muốn sống kiếp trước, trừ hát ra không biết làm gì, quá ỷ lại vào một người, kiếp này mình muốn trở nên độc lập. Lệ Lôi, anh cảm thấy thế nào? Vậy thì tốt, em tự xử lý đi. Nếu gặp khó khăn gì thì đến tìm anh. Anh lúc nào cũng có thể giúp em. Được. Chị Tiểu Lăng, căn biệt thự đó đã được người khác mua rồi. Vậy sao? Vì mấy ngày nay em vất vả cho em rồi. Đúng rồi, người mua hình như là một thương nhân Hoa Kiều từ nước ngoài trở về nghỉ phép. Tiên sinh nó cũng rất có hứng thú với việc từ thiện. Sau khi nghe nói khoản tiền này của chúng ta dùng để giúp đỡ, cho nên đang hỏi phòng đấu giá có thể hẹn gặp chị một lần không? Đề cập đến chuyện gì? Đây cũng là lần đầu chị làm từ thiện. Nếu có thể tìm một người có kinh nghiệm nghe cái ý kiến thì cũng tốt. Vì nói với vị tiên sinh đó 3 ngày sau gặp mặt, em đi cùng chị. Được, chị Tiểu Lăng. Xin lỗi, cô Diệp, vị tiên sinh bên trong chỉ mời một mình cô, những người bên cạnh cô không thể vào. Bên cạnh tôi không có người nào.
phiền cô chuyển lời cho vị tiên sinh đó, tôi cần đưa một trợ lý và hai vệ sĩ vào. Cô Diệp, vị tiên sinh bên trong là hội viên Bạch Kim của chúng tôi, anh ấy hẹn người vẫn luôn có quy tắc này. Vậy xin lỗi, vậy chúng tôi hẹn hôm khác. Cô Diệp xin dừng bước. Cô Diệp, thiếu gia nhà tôi mời cô vào. Bao gồm vệ sĩ. Vâng, luôn có người đáng để ngoại lệ. Cháu 150, đi theo tôi. Chuyện gì vậy? Lẽ nào người tới không tốt? Cô bé thả lỏng. Ngồi đi. Vị tiên sinh này không biết anh xưng hô thế nào. Cô có thể gọi tôi là Phong thiếu gia. Không để mặt. Mấy tên cầm súng này đều là kẻ thật sự dám giết người. Chị Tiểu Lan. Bình tĩnh, thả lỏng, những lúc này tuyệt đối không thể manh động. Bảo vệ rất chuyên nghiệp, có thể làm ra động tác ứng phó hiệu quả nhất trong thời gian ngắn. Sự nhạy bén và khả năng phán đoán đúng là khiến người ta tán thưởng. Kính kết cười một ly. Cô gái, trước giờ tôi vẫn phô trương thế này, hoàn toàn không phải chống đối cô không cần căng thẳng như vậy. Tôi chỉ là muốn mời cô bữa cơm mà thôi. Hoàn toàn không có ác ý. Trong sự phô trương của anh còn bao gồm việc cầm súng chỉ vào người khác. Đúng là miệng lưỡi sắc bén, nhưng mà là tôi thất lễ rồi, xin lỗi. Ở đây chỉ cần tôi là được rồi. Trợ lý của tôi có chút không thoải mái, các người đã quấy rời trước. Chị Tiểu Lăng, em không sao, em muốn ở lại với chị. Vivi, nghe lời, em đi trước, người chị đưa đến không nhiều, không chăm sóc nổi hai người. Chị chỉ ăn cùng vị tiên sinh này một bữa cơm mà thôi, không sao đâu. Chị Tiểu Lăng là muốn tài xế Trần ở bên ngoài, em bảo anh ta đưa em về. Em hiểu rồi, chị Tiểu Lăng, cẩn thận. Phong tiên sinh, rất xin lỗi, trợ lý của tôi không thể tiếp đãi nữa. Cứ tự nhiên. Được rồi, bây giờ cô có thể ngồi xuống chưa? Diệp Tinh Lăng. Cô Diệp, mời theo chúng tôi vào ngồi. Muốn trách chị có thể trách mình quá ngốc, trước khi gặp người ta không tra rõ. Chị đến nước này chỉ có thể đi một bước tính một bước. Cùng ăn trưa với một người đẹp, với người đẹp là một loại hưởng thụ. Phong tiên sinh nặng lời rồi. Cô bé rất thú vị, chẳng trách Lệ Lôi thích. Lệ Lôi? Anh quen Lệ Lôi? Rất quen. Rất quen? Lẽ nào người này là kẻ thù của Lệ Lôi, tìm mình báo thù? Anh là bạn của anh ấy? Không tính là vậy, cô bé, có muốn đổi chủ không? Đi theo tôi. Tôi là bạn gái của Lệ Lôi. Phong tiên sinh, anh uống nhiều rồi, cần nghỉ ngơi. Thứ cho tôi tạm biệt trước. Các người. Cô Diệp. Thân thủ của hai bảo vệ này đều là loại bảo vệ cấp đặc biệt bên cạnh cậu ta, không tiếc phái đến cho cô. Xem ra hai năm nay cậu ta nạp, lại chiêu nạp không ít người. Chế ngự hai người của cô, vậy mà lại thiệt mất năm người của tôi.